Chào các bạn đang theo dõi môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu của chương trình đào tạo từ xa khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa Tự nhiên. Các bạn đang theo dõi chương số 2, đó là giới thiệu về việc xử lý công việc theo kiểu giao tác và vấn đề điều khiển đồng thời các giao tác. Tôi đã giới thiệu với các bạn về một kỹ thuật điều khiển đồng thời, đó là kỹ thuật dùng khóa. Chúng ta đã học kỹ thuật dùng khóa đơn giản để điều khiển đồng thời. Sau đó, chúng ta bổ sung thêm các phương thức khóa, đó là khóa đọc, khóa ghi, khóa cập nhật và khóa tăng, giảm. Như vậy thì trong buổi học hôm nay tôi sẽ giới thiệu tiếp tục về các kỹ thuật điều khiển đồng thời. Ta đã biết phương pháp kiểm tra tính khả tuần tự của một bịch biểu, trong đó có dùng phương thức khóa là khóa đơn giản, gồm có hai thao tác khóa là đọc, là lock và unlock. Như vậy thì giả sử đầu vào của ta là một bịch biểu, trên đó có các phương thức khóa là khóa đọc và khóa ghi. Như vậy thì đầu ra ta phải trả lời rằng là bịch biểu có khả tuần tự hay không. Như vậy thì cũng dựa vào khái niệm về đồ thị ưu tiên, ta sẽ xác định xem rằng là lịch biểu đã cho có khả tuần tự hay không. Như vậy thì trên đồ thị ưu tiên sẽ có các cung, có các nốt tương ứng với các giao tác trong hệ thống. Và nếu ta tìm thấy một giao tác TI có thao tác error lock trên đơn vị dữ liệu X, và tiếp theo là một giao tác TG yêu cầu lock xlock trên đơn vị dữ liệu X, thì sẽ có cung đi từ TI đến TG. Tức là ta tìm các cặp khóa xung đột với nhau trên cùng một đơn vị dữ liệu giữa các giao tác. Nếu xuất hiện cặp khóa như vậy thì sẽ xuất hiện cung đi từ giao tác ưu tiên hơn cho đến giao tác ít ưu tiên hơn. Như vậy thì ta tiếp tục tìm những cặp khóa xlock của một giao tác TI trên đơn vị dữ liệu X. Nếu TG yêu cầu xlock trên cùng đơn vị dữ liệu X, sau đó thì sẽ có cung đi từ TI đến TG. Như vậy thì ta sẽ tìm các cặp khóa xung đột nhau, đó là rlock và xlock, hoặc là xlock và xlock. TM được xem là một giao tác giữ xlock trên một đơn vị dữ liệu X sau khi TI nhả khóa độc quyền trên X, nhưng trước khi TG khóa xlock trên X. Như vậy thì nếu ta tìm thấy TM thỏa điều kiện đó, và nếu không có TG nào, thì TM là giao tác yêu cầu xlock trên X sau khi TG nhả khóa trên X, thì lúc đó ta sẽ có một cung đi từ TI đến TM. Sau khi đã xác định đồ thị gồm có các cung được hình thành từ bước 1, 2 và 3. Nếu đồ thị có chu trình thì S không khả tuần tự. Ngược lại thì S là khả tuần tự và có thể tìm được lịch tuần tự tương đương. Như vậy thì ta hãy xét một lịch biểu dùng hai thao tác, dùng phương thức khóa là khóa đọc và khóa ghi như sau. Vậy thì ta xét thao tác read lock của T1, và ta tìm thấy một thao tác write lock của T2 xung đột với thao tác read lock này. Vậy thì sẽ có cung đi từ 1 tới 2 như thế này. Một cách tương tự, ta tìm thấy cặp thao tác read lock trên B và write lock trên B, nên xuất hiện cung đi từ T2 đến T1. Như vậy thì đây là đồ thị ứng với lịch biểu đã cho, và ta thấy rằng đồ thị này có chu trình, nên ta kết luận là rằng lịch biểu này là không khả tuần tự. Nghi thức khóa phân cấp. Ta biết rằng cơ sở dữ liệu có cấu trúc là phân cấp với quan hệ với đơn vị dữ liệu lớn nhất, đó là một cơ sở dữ liệu, rồi đến các quan hệ, và bên trong có thể chứa rằng các base hoặc các block, và bên trong nữa đó là các record.
Và ta biết rằng trong quá trình thao tác trên cơ sở dữ liệu, việc tạo chỉ mục sẽ làm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Việc sử dụng các cơ chế điều khiển đồng thời như đã trình bày cho cơ cấu trúc dữ liệu dạng cây sẽ không phù hợp, bởi vì nếu ví dụ dùng nghi thức khóa hai giai đoạn trên các đơn vị dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc cây, thì nếu một thao tác muốn thao tác trên một đơn vị dữ liệu bên trong một cây thì ta vẫn theo nguyên tắc diệt cây, đó là đi từ nốt gốc đến nốt mong muốn. Như vậy thì nếu một thao tác có nhu cầu làm việc trên một đơn vị dữ liệu nằm ở bên dưới của nằm ở nốt cấp thấp hơn của một cây dữ liệu nào đó, thì cái việc truy xuất dữ liệu sẽ yêu cầu chiếm dữ liệu ở nốt gốc và đến các nốt sau đó nó cấp thấp hơn. Và nếu mà dùng phương pháp điều khiển đồng thời theo nghi thức khóa hai giai đoạn như là đã trình bày ở phần trước, thì nghi thức này sẽ không phù hợp ở các điều, ở một điều rằng là một thao tác sẽ trong quá trình duyệt cây sẽ chiếm giữ các đơn vị dữ liệu và không cho các thao tác khác thực hiện một cách đồng thời. Như vậy thì cái nghi thức khóa hai giai đoạn sẽ không phù hợp khi mà áp dụng trên dữ liệu có cấu trúc cây. Vậy thì nghi thức nào phù hợp với dữ liệu có cấu trúc cây, thì sau đây tôi sẽ trình bày một nghi thức khóa phân cấp. Nghi thức khóa này được phát biểu như sau, được thực hiện theo nguyên tắc như sau. Thao tác có thể bắt đầu khóa tại nốt bất kỳ của cây. Một mục X chỉ có thể bị khóa bởi TI nếu TI đã khóa nốt cha của X trước đó. Thao tác có thể nhả khóa trên một nốt bất cứ lúc nào, và thao tác không thể nhả lock trên một nốt rồi lại lock lại nốt đó ngay cả khi vẫn còn khóa ở nốt cha. Nếu tuân theo các nguyên tắc được mô tả trên đây thì có một định lý nói rằng tịch biểu hợp lệ gồm các thao tác nhất quán và tuân thủ nghi thức khóa phân cấp trên thì khả tuần tự. Như vậy thì không phải là nghi thức khóa hai giai đoạn, mà khi dữ liệu được tổ chức theo theo cấu trúc cây thì việc áp dụng phương thức khóa trên đây sẽ đảm bảo một tịch biểu gồm các thao tác nhất quán thì là khả tuần tự. Định lý này tôi không chứng minh, nhưng các bạn có thể tìm thấy trong tài liệu tham khảo mà tôi đã liệt kê ở chương đầu tiên. Vậy thì giả sử rằng là cơ sở dữ liệu của chúng ta gồm có các đơn vị dữ liệu được tổ chức phân cấp như là cây dữ liệu như thế này. Như vậy thì có ba thao tác T1, T2, T3 thực hiện thao tác trên các đơn vị dữ liệu trên cây dữ liệu này. Việc khóa theo cấu trúc phân cấp được thực hiện như sau. Ta thấy rằng là trên thao tác T1, thao tác trên các đơn vị dữ liệu là A, B, C, D. Ta thấy rằng là việc thao tác trên các đơn vị dữ liệu này tuân theo nghi thức phân cấp, bởi vì đầu tiên T1 khóa bắt đầu từ A. T1 có thể, sau khi đã khóa A, có thể đọc A. Vì A đã được khóa nên T1 đã khóa B là đơn vị cấp con của A và đọc B, và C là đơn vị dữ liệu cấp con của A. Trong khi A đã khóa đã bị giữ khóa thì thao tác T1 có thể thực hiện khóa C và thực hiện đọc C. Sau đó vì A đang được khóa nên T1 có thể thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu A và unlock A. T1 tiếp tục có thể thực hiện khóa trên D bởi vì B đang được khóa, và sau đó T1 đọc B, vân vân. Nghi thức khóa phân cấp được áp dụng và T1 đã tuân thủ theo nghi thức khóa phân cấp. Ta hãy quan tâm thao tác T2. T2 thực hiện lock trên đơn vị dữ liệu B, vì theo nghi thức khóa phân cấp rằng là một thao tác có thể bắt đầu tại bất kỳ nốt nào. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu tại một nốt rồi mà muốn truy xuất ở một nốt bên dưới thì là nốt ở cấp cha của nốt cần truy xuất phải được khóa. Như vậy thì T2 có thể bắt đầu tại bất kỳ nốt nào và có thể bắt đầu tại B. T2 lock B, rip B. Vì B là cha của ơ nên T2 có thể tiếp tục rằng là thực hiện lock trên ơ và rip ơ. Vân vân.
Thì quá trình là như vậy. T3, T3 có thể bắt đầu tại nốt Ơ và sau đó có thể truy xuất tới F và R. Như vậy thì ba giao tác này là nhất quán và tuân thủ nghi thức khóa phân cấp, nên theo định nghĩa, theo nhận xét bên trên, theo định lý bên trên thì lịch biểu đã cho là khá tuần tự vì giao tác, vì các giao tác là nhất quán và tuân thủ nghi thức khóa phân cấp. Sau đây tôi trình bày về kiến trúc của bộ lập lịch dùng phương thức khóa. Như vậy vấn đề đặt ra rằng là bộ lập lịch quản lý các yêu cầu khóa và giải quyết yêu cầu như thế nào. Như vậy thì ta biết rằng giao tác là do người dùng định nghĩa nó một cách chính xác hơn, đó là do những người là lập trình viên hoặc là người quản trị cơ sở dữ liệu định nghĩa nên các giao tác. Như vậy thì các giao tác sẽ bao gồm những thao tác đọc ghi trên cơ sở dữ liệu, việc điều khiển đồng thời không do người định nghĩa giao tác phải chèn vào các câu lệnh đọc, khóa đọc hoặc là ghi, mà cái việc điều khiển đồng thời được thực hiện bởi các phương thức khóa là do hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện, mà nói cụ thể hơn đó là bộ lập lịch. Như vậy bộ lập lịch nhận yêu cầu đọc ghi commit hay là hủy từ giao tác, và bộ lập lịch lưu thông tin về việc quản lý khóa trong log table. Ngoài ra giao tác không tự nhả khóa, bộ lập lịch nhả khóa khi bộ quản lý giao tác báo cho bộ lập lịch biết giao tác đã commit hay là abort. Đây là một cái hình vẽ minh họa quá trình thực hiện của bộ lập lịch khi mà xử lý các giao tác đồng thời. Như vậy thì khi các giao tác gửi yêu cầu đọc ghi trên các đơn vị dữ liệu đến, thì phần 1 của bộ lập lịch sẽ thực hiện tiếp nhận những yêu cầu đọc ghi này và chèn vào các phương thức khóa cho phù hợp. Sau khi đã chèn các phương thức khóa rồi thì yêu cầu sẽ được gửi đến bộ lập lịch, phần 2 của bộ lập lịch. Và từ đây các yêu cầu log có được đáp ứng hay không, và các câu lệnh có được cho tiếp tục để thực hiện trên các đơn vị dữ liệu đã được khóa hay không, thì do phần 2 quyết định. Và nếu phần 2 đã tiếp nhận thì các yêu cầu sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, và trong quá trình làm việc sẽ có sự giao tiếp giữa phần 1 và phần 2 của bộ lập lịch để điều phối việc cấp hay không cấp khóa, và đến thời điểm nào thì cái thao tác nào sẽ được thực hiện. Nói một cách cụ thể hơn, phần 1 của bộ lập lịch sẽ chọn phương thức khóa phù hợp để chèn vào trước các thao tác đọc, ghi, tăng, giảm hoặc là cập nhật, tùy theo các phương thức khóa được cài đặt bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà việc chèn vào các giao tác là thao tác khóa kiểu gì. Phần 2 sẽ nhận phần ra, nhận đầu ra của phần 1 của bộ lập lịch và thi hành theo nguyên tắc như sau. Một giao tác sẽ bị trì hoãn vì chưa được đáp ứng yêu cầu log, sẽ chèn các thao tác của giao tác đó vào hàng chờ. Nếu giao tác có thể được đáp ứng yêu cầu log, có nghĩa rằng là giao tác yêu cầu log trên một đơn vị dữ liệu và đơn vị dữ liệu đó đang không bị log bởi giao tác khác, thì giao tác đó sẽ được đáp ứng yêu cầu log. Nếu là thao tác truy cập cơ sở dữ liệu thì hệ quản trị sẽ thực hiện thao tác đó. Nếu là thao tác log, bộ lập lịch sẽ kiểm tra log table xem có thể cấp log hay không. Nếu được cho phép log và cập nhật log vào log table với log vừa cấp, nếu không sẽ thêm một mục vào log table và cho t chờ cho đến khi log được cấp. Khi t đã thực hiện xong và commit hoặc là abort thì bộ quản lý giao tác sẽ báo cho phần 1 biết và nhả tất cả các khóa được giữ bởi t ra. Nếu có giao tác nào đang chờ những log này thì phần 1 sẽ báo cho phần 2 biết để thực hiện các khóa tiếp tục. Khi nhận thông báo về các khóa trên một đơn vị dữ liệu x đã nhả ra từ phần 1, phần 2 sẽ cấp khóa cho t chờ trên x và t thi hành tiếp theo cho đến khi thi hành xong hoặc tiếp tục chờ thì khóa chưa thể được đáp ứng. Đây là hình vẽ cho biết được rằng là các đơn vị dữ liệu mà hệ quản trị cần quản lý và
có những giao tác nào đang chờ trên đơn vị dữ liệu đó. Và có một cái thông tin đó là group mode cho biết rằng là cái khóa nghiêm ngặt nhất đang được giữ trên A, để căn cứ vào đây thì quản trị quyết định rằng là có thể cấp một khóa đang được chờ trên đơn vị dữ liệu A hay không. Tất nhiên cũng phải xét đến ma trận tương thích giữa khóa đang được giữ và các khóa đang yêu cầu. Bản quản lý khóa được định nghĩa là một quan hệ lưu thông tin về một đơn vị dữ liệu và thông tin các khóa đang yêu cầu trên đơn vị dữ liệu đó. Group mode là thông tin nằm trong để quản lý các kiểu khóa nghiêm ngặt nhất đang yêu cầu trên đơn vị dữ liệu A. Vậy thì căn cứ vào khóa này để hệ quản trị cấp hay là không cấp khóa. Với mô hình gồm 3 loại khóa là khóa chia sẻ, khóa đặc quyền và khóa cập nhật, thì group mode sẽ là select nếu chỉ có một hoặc một số select đang được giữ. Update sẽ là update log nếu có một update log. Nếu có một update log và có thể có select, và sẽ là khóa update group mode. Của group mode sẽ là x nếu có một khóa độc quyền và không có log nào khác. Waiting bit đó là một bit cho biết có ít nhất một giao tác đang chờ log trên một đơn vị dữ liệu A. Và list là cho biết các giao tác đang giữ log trên A hoặc đang chờ log trên A. Quản lý yêu cầu log, như vậy thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ đáp ứng cho một yêu cầu log theo nguyên tắc như sau. Nếu T yêu cầu log trên A, nếu chưa có một A trên log table thì sẽ tạo một mới và yêu cầu được đáp ứng. Ngược lại, dùng thông tin group mode để quyết định cấp log hay không. Nếu không xung đột thì cấp, nếu xung đột sẽ cho giao tác xin log chờ và thêm vào list tên giao tác T kiểu log và cho chờ bằng yes, cho biết chờ hay không bằng yes. Quản lý unlock. Khi T thực hiện unlock A, sẽ xóa T trong danh sách liên quan đến A và cập nhật lại group mode cho phù hợp. Sau đó cấp một hoặc một số log cho các giao tác đang chờ theo một trong các nguyên tắc sau. Có thể là dựa vào nguyên tắc đến trước phục vụ trước. Nếu tuân thủ theo nguyên tắc này thì sẽ không có tình trạng một giao tác được bị chờ hoài mà không đến lượt mình, hoặc là cấp log theo nguyên tắc rằng là ưu tiên cho giao tác chia sẻ. Theo nguyên tắc này thì cấp tất cả các khóa chia sẻ đang chờ, sau đó mới đến update log nếu có, và chỉ cấp khóa độc quyền nếu không có giao tác T nào chờ với mode khác. Theo phương thức này thì có xảy ra tình trạng một giao tác chờ hoài mà không đến lượt mình. Trong trường hợp đó là trường hợp chờ update log hoặc là exlog. Và một cái phương thức, một chiến lược quản lý cấp khóa đó là ưu tiên cho việc cập nhật. Đó là ưu tiên cho các giao tác giữ update log và đang chờ exlog. Đó là tôi đã trình bày về kỹ thuật dùng khóa để giải quyết điều khiển đồng thời, để thực hiện điều khiển đồng thời. Như vậy, ta đã học các kỹ thuật khóa gì? Thì đầu tiên, tôi giới thiệu với các bạn kỹ thuật khóa đơn giản, chỉ gồm hai phương thức, đó là phương thức khóa và phương thức nhỏ khóa. Nói rằng kỹ thuật khóa đơn giản không có lợi vì không đáp ứng cho yêu cầu đọc và ghi một cách riêng biệt, mà xem thao tác đọc hay ghi như là một thao tác giống nhau. Như vậy thì phương thức khóa đơn giản cần phải được nâng cấp sao cho một phương thức khóa cần phải biết được rằng thao tác thực hiện tiếp theo là thao tác đọc hay là thao tác ghi. Mục đích của việc này để làm tăng tính đồng thời. Vì nhận xét đó nên phương thức khóa đơn giản sẽ được hỗ trợ hai loại khóa thay cho chỉ một phương thức khóa là lock, đó là khóa đọc và khóa ghi. Như vậy thì căn cứ vô hai loại khóa đọc và khóa ghi này thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tăng được tính đồng thời. Lý do là lợi dụng được sự đọc đồng thời của các giao tác
trên cùng một đơn vị dữ liệu. Vì hai thao tác đọc trên hai đơn vị dữ liệu là không xung đột nhau. Đối với các giao tác đầu tiên là thực hiện đọc và sau đó thực hiện ghi, thì cái việc tăng khóa tăng cấp có nghĩa rằng là ứng với pha đọc thì thực hiện khóa đọc, và khi nào có nhu cầu ghi thì sẽ tăng cấp lên thành khóa ghi. Thì việc khóa tăng cấp sẽ làm cho hệ thống giải quyết công việc đồng thời nhanh hơn. Tuy nhiên, việc khóa tăng cấp vẫn còn gặp tình trạng deadlock, là tình trạng không mong muốn. Và sau đó, do lý do là vẫn còn gặp tình trạng deadlock khi mà thực hiện tăng cấp, nên người ta bổ sung thêm một phương thức khóa, đó là phương thức update lock. Căn cứ vào update lock thì hệ thống làm việc một cách đồng thời, hiệu quả và khắc phục được tình trạng deadlock. Và ngoài ra, để cho phù hợp với yêu cầu thực tế và tăng tính hiệu quả, thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần phải được bổ sung thêm các phương thức lock, ví dụ như là khóa tăng giảm, để mà đáp ứng cho cái nhu cầu thực hiện đồng thời việc tăng hoặc là giảm trên các đơn vị dữ liệu. Ngoài ra có phương thức là dự định khóa để hệ quản trị cơ sở dữ liệu ngăn cản tình trạng một giao tác khóa ở đơn vị cấp cao hơn, trong khi yêu cầu khóa trên đơn vị cấp thấp hơn mà không đạt được yêu cầu, hoặc là để phục vụ cho cái việc đáp ứng yêu cầu khóa một cách nhanh chóng, trong khi không phải thực hiện xét đến tất cả các đơn vị dữ liệu con xem có bị khóa hay không. Như vậy thì tôi đã trình bày với các bạn kỹ thuật khóa. Sau đây tôi trình bày về mức cô lập của giao tác. Mức cô lập của giao tác được định nghĩa là mức độ nhạy cảm của giao tác đối với những thay đổi trên cơ sở dữ liệu do các giao tác khác tạo ra. Mức cô lập của giao tác quy định cách thức lock và thời gian giữ lock trên đơn vị dữ liệu mà giao tác có truy cập. Trên SQL Server hỗ trợ 4 mức cô lập. Đầu tiên đó là mức cô lập Brick Uncommitted. Mức thứ hai đó là Brick Committed. Đây là mức cô lập mặc định của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mức thứ ba là Repeatable Brick, và mức thứ tư đó là Serializable. Như vậy thì khi ta chưa biết gì về mức cô lập, ta đã đang làm việc với mức cô lập mặc định, là mức cô lập thứ hai, đó là Brick Committed. Như vậy ta hãy hiểu tính năng của từng mức cô lập này, và ta biết được rằng là khi sử dụng từng mức cô lập thì vấn đề gì được giải quyết, vấn đề gì chưa được giải quyết. Tôi nói vấn đề gì ở đây đó là những vấn đề xảy ra của điều khiển đồng thời. Tôi nhắc lại đó là 4 vấn đề. Thứ nhất là loss of data, thứ hai là dirty read, thứ ba là unrepeatable read, và thứ tư đó là phantom. Mỗi transaction làm việc ở một trong 4 mức cô lập trên. Và lệnh để thiết lập mức cô lập đó là set transaction isolation level. Và mức cô lập cần set đó là gì? Như vậy thì trong khi các anh chị làm việc với SQL Server và làm việc với Query Analyzer, thì việc thiết lập mức cô lập sẽ có, nếu thiết lập mức cô lập cho một section, một connection, thì sẽ có vai trò cho, có tác dụng cho toàn bộ connection. Còn không thì cái việc thiết lập mức cô lập trong từng giao tác sẽ chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi giao tác đó mà thôi. Đầu tiên ta bàn về tính chất của mức cô lập Brick Uncommitted. Đây là mức cô lập đầu tiên. Với mức cô lập này, ta đã biết rằng mức cô lập cho biết phương thức khóa gì được dùng trong quá trình làm việc và thời gian giữ khóa là bao lâu. Như vậy thì với mức cô lập Brick Uncommitted này, nếu một giao tác mang mức cô lập Brick Uncommitted thì sẽ không thiết lập share lock trên một đơn vị dữ liệu cần đọc, nhưng thiết lập khóa độc quyền khi ghi. Mức cô lập này không bị ảnh hưởng bởi những lock của các giao tác trên đơn vị dữ liệu cần đọc. Có nghĩa là với mức cô lập Brick Uncommitted, một giao tác sẽ không thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc. Và cũng với mức cô lập này, một giao tác không phải chờ khi đọc dữ liệu, có nghĩa rằng là giao tác vì không thực hiện khóa đọc nên không phải
Nếu đơn vị dữ liệu cần đọc đang bị khóa bởi một thao tác khác thì thao tác mang mức cô lập read uncommitted vẫn có thể đọc được dữ liệu ngay, mặc dù cái việc đọc dữ liệu đó đôi khi là không đúng, bởi vì có thể lắm đơn vị dữ liệu đó đang bị thay đổi, đang bị khóa và thay đổi bởi thao tác khác, nhưng thao tác mang mức cô lập read uncommitted vẫn có thể đọc dữ liệu đang bị khóa này. Ưu điểm là vì mức cô lập read uncommitted không thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc nên tốc độ xử lý thao tác đọc là nhanh và không cản trở những thao tác khác khi thực hiện việc cập nhật dữ liệu. Xin lỗi, không cản trở những thao tác khác khi thực hiện việc đọc dữ liệu. Tuy nhiên, khuyết điểm của khi thực hiện đọc dữ liệu. Tuy nhiên, khuyết điểm của mức cô lập này đó là vẫn còn gặp phải các vấn đề của xử lý đồng thời, đó là dirty read, unrepeatable read và phantom. Ta hãy phân tích vì sao vẫn còn xảy ra dirty read. Vì với mức cô lập read uncommitted, thao tác không thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc nên có thể đơn vị dữ liệu mà thao tác này đọc đó là dữ liệu đã được khóa và thay đổi bởi thao tác khác nên thao tác đọc có thể cho ra dữ liệu sai. Vấn đề thứ hai mà mức cô lập này vẫn còn gặp phải đó là tình trạng unrepeatable read, có nghĩa là tình trạng này xảy ra khi trong khi một thao tác đang thực hiện đọc trên một đơn vị dữ liệu và hai lần đọc khác nhau lại cho một thao tác khác xen vào và thực hiện ghi, làm cho hai lần đọc tạo ra hai giá trị khác nhau. Điều này hiển nhiên vì mức cô lập này không khóa trên đơn vị dữ liệu cần đọc nên một thao tác khác có thể xen vào quá trình làm việc của một thao tác mang mức cô lập là read uncommitted và thay đổi giá trị cần được đọc, và mức cô lập này vẫn còn cho phép insert các dòng dữ liệu hoặc là delete các dòng dữ liệu làm cho cái quá trình xử lý dữ liệu của thao tác là bị dư hoặc là bị thiếu. Như vậy thì với mức cô lập read uncommitted thì thao tác chỉ có thể dùng mức cô lập này để đọc dữ liệu trong trường hợp cần dữ liệu tổng quan về cơ sở dữ liệu, ví dụ như tạo những báo cáo về tình hình chung, và không dùng mức cô lập này khi cần đọc số liệu chính xác. Mức cô lập thứ hai đó là read committed, là mức cô lập mặc định của SQL Server như tôi nói vừa rồi. Với mức cô lập này thì thao tác sẽ tạo khóa chia sẻ trên đơn vị dữ liệu được đọc và khóa chia sẻ sẽ được giải phóng ngay sau khi dữ liệu được đọc xong. Khi có thực hiện khóa khi đọc thì sẽ giải quyết được vấn đề là đọc dữ liệu sai, và với mức cô lập là read committed này, thao tác sẽ có khóa ghi trên đơn vị dữ liệu cần ghi và khóa ghi này giữ cho đến hết thao tác. Do thao tác có do thao tác có khóa ghi trên đơn vị dữ liệu cần ghi nên giải quyết được vấn đề là lost update. Thao tác có thể thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc nên giải quyết được vấn đề dirty read. Vì khóa đọc được giải phóng ngay và không giữ cho đến hết thao tác nên không ngăn cản được thao tác cập nhật của các thao tác khác, cho nên vẫn còn xảy ra vấn đề unrepeatable read, và với mức cô lập này vẫn không ngăn cản được vấn đề phantom. Khuyết điểm đó là chưa giải quyết được vấn đề unrepeatable read và phantom và phải chờ khi chưa được đáp ứng yêu cầu lock trên đơn vị dữ liệu đang bị giữ lock bởi thao tác khác. Mức cô lập thứ ba đó là mức cô lập repeatable read. Với mức cô lập repeatable read này thì thao tác sẽ tạo share lock trên đơn vị dữ liệu được đọc và khóa này sẽ được giữ cho đến hết thao tác. Như vậy với cách khóa và giữ và thời gian giữ khóa như thế này thì thao tác mang mức cô lập repeatable read sẽ không cho phép các thao tác khác cập nhật trên đơn vị dữ liệu này.
Và với mức cô lập Predictable Risk này, do tác sẽ tạo khóa độc quyền trên vân đơn vị dữ liệu được ghi, và khóa độc quyền này được giữ cho tới hết giao tác. Mức cô lập Predictable Risk này giải quyết được vấn đề Loss Update, Dirty Risk và Unpredictable Risk như tôi vừa trình bày. Giải quyết được Loss Update vì có thực hiện khóa ghi trên đơn vị dữ liệu cần ghi. Giải quyết được Dirty Risk vì có thực hiện khóa đọc khi đọc. Và giải quyết được Unpredictable Risk vì có thực hiện khóa đọc và khóa đọc giữ cho tới hết giao tác, sẽ ngăn cản những thao tác khác xen vào và ghi giữa hai lần đọc của giao tác. Khuyết điểm của mức cô lập Predictable Risk đó là chưa giải quyết được vấn đề phantom. Và tất nhiên, vì mỗi hành động đọc hoặc là ghi của giao tác mà mang mức cô lập này đều có thực hiện khóa đọc và khóa ghi, nên phải chờ. Với mức cô lập Serializable, đây là mức cô lập nghiêm ngặt nhất trong bốn mức trong các mức cô lập. Như vậy thì với mức cô lập Serializable, nó sẽ làm tính năng của mức cô lập Predictable Risk và ngăn cản được giao tác khác thực hiện insert hoặc delete các dòng dữ liệu mà đang giữ xe lóc bởi giao tác mang mức cô lập là Serializable. Ưu điểm đó là Serializable giải quyết được 4 vấn đề của truy xuất đồng thời. Tuy nhiên, khuyết điểm đó là phải chờ khi chưa thể đáp ứng yêu cầu lóc trên đơn vị dữ liệu được lóc bởi giao tác khác. Ta hãy thực hiện thử nghiệm các mức cô lập như sau. Các anh chị sẽ dùng SQL Server và dùng Query Analyzer. Ta hãy lưu ý rằng trên môi trường SQL Server, mặc dù cùng làm việc trên cùng một cơ sở dữ liệu, hoặc được tạo trên Query Analyzer hoặc được tạo trên Enterprise Manager, nhưng ta có thể thao tác trên cơ sở dữ liệu thông qua hai màn hình khác nhau. Một màn hình là Query Analyzer thông qua câu lệnh, và một màn hình là Enterprise Manager để thực hiện thông qua giao diện. Như vậy, để giả lập hai giao tác thực hiện đồng thời, ta sẽ tạo ra hai connection trên Query Analyzer khác nhau, và trên hai connection này sẽ cùng thao tác với một cơ sở dữ liệu. Ta biết rằng để tạo nên sự đồng thời thì vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu vẫn giống như rằng là một cái chương trình làm việc trong môi trường multitask, nên để giả lập sự đồng thời, ta hãy dùng câu lệnh wait for delay của SQL Server để tạo ra tình huống rằng trong khi một giao tác này đã bắt đầu và chưa kết thúc, thì phát ra lệnh wait for delay để ta chuyển sang màn hình thứ hai của SQL Server của Query Analyzer và bắt đầu một giao tác khác. Như vậy thì ta đang giả lập hai giao tác thực hiện đồng thời và dùng câu lệnh wait for delay để trong khi cho giao tác này thực hiện và chờ để chuyển sang và cho thực hiện giao tác khác. Giả sử ta có bảng sinh viên gồm có hai trường là mã sinh viên và tên như sau. Như vậy thì để kiểm tra mức cô lập Risk Uncommitted và Risk Committed, giả sử ta thực hiện cập nhật trên bảng sinh viên và đặt lại thành một tên mới, trong khi cho giao tác T1 chờ để cho bắt đầu giao tác T2, và giao tác T2 mang mức cô lập là Risk Uncommitted. Như vậy thì ta không thiết lập lại mức cô lập cho giao tác T1. Điều đó có nghĩa rằng T1 sử dụng mức cô lập mặc định của SQL Server là Risk Committed. Ta cho hai giao tác thi hành một cách đồng thời. Như vậy, điều gì xảy ra? Ta đang kiểm tra tính năng của mức cô lập Risk Uncommitted. Như vậy, nếu mức cô lập Risk Uncommitted có thiết lập khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc, thì T2 sẽ đọc ra dữ liệu đúng, có nghĩa rằng dữ liệu lúc chưa được cập nhật. Ta hãy lưu ý rằng T1 thực hiện rollback transaction ở cuối cùng. Vậy nếu T2 có thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc, T2 sẽ đọc ra dữ liệu đúng. Nếu T2 không thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc, T2 sẽ cho ra đơn vị dữ liệu sai, và đó là dữ liệu mà thực sự không được thực hiện của T1. Vì T1 thực hiện cập nhật nhưng cuối cùng T1 thực hiện rollback, thì ta sẽ thấy một điều, cái này các bạn sẽ thử trên máy, và trong phần thực hành giáo viên sẽ
thử cho các bạn xem. T2 sẽ cho ra tất cả các dòng của bảng sinh viên. Mặc dù sau đó các bạn kiểm tra cơ sở dữ liệu lại thấy rằng là thực ra không có dòng nào trong bảng sinh viên với tên Bằng Minh cả, bởi vì thao tác cập nhật của T1 là một thao tác cập nhật giả vì cuối cùng do thao tác là run back. Như vậy thì T2 do ta giải thích là như sau: vì T2 mang mức cô lập là read uncommitted sẽ không thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc nên T2 sẽ đọc dữ liệu sai, đọc ra tất cả các dòng dữ liệu với tên là Minh. Tuy nhiên dữ liệu từ bảng sinh viên với tên là Minh là dữ liệu sai. Trong một trường hợp khác, giả sử như lúc bây giờ ta tăng mức cô lập lên đó là read committed, vậy thì trong trường hợp này T2 sẽ đọc ra dữ liệu là bằng rỗng, bởi vì thực sự bằng null, bởi vì thực sự trên cơ sở dữ liệu không có dòng nào tên Minh cả. Sở dĩ T2 đọc ra dữ liệu đúng như vậy bởi vì T2 dùng mức cô lập là read committed sẽ có thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc, có nghĩa rằng T2 chờ cho tới khi nào T1 nhả khóa đọc, khóa ghi ra trên bảng sinh viên rồi thì T2 mới thực hiện câu lệnh là đọc này. Như vậy thì điều này cho thấy rằng là mức cô lập read committed có thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu cần đọc. Với mức cô lập read trường hợp này để test mức cô lập read committed và repeatable read, như vậy thì ta thấy T2 thực hiện update trên bảng sinh viên, trong khi T1 với mang mức cô lập là read committed sẽ thực hiện select trên bảng này. Như vậy thì với mức cô lập read committed thì hai lần đọc trong bảng sinh viên sẽ có thực hiện khóa đọc, nhưng đọc xong thì nhả khóa liền, lúc đó làm cho T2 thực hiện câu lệnh cập nhật này sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu làm cho hai lần đọc của T1 là khác nhau. Các bạn phải kiểm tra được điều đó trong tình huống này. Tương tự với mức cô lập là repeatable read thì hai lần đọc trong bảng sinh viên, mặc dù rằng là giữ khóa cho tới cuối thao tác, cái việc insert vào vẫn cho, bởi vì mức cô lập repeatable read này không ngăn cản việc insert dòng dữ liệu. Nếu mà nâng mức cô lập từ repeatable read lên serializable thì sẽ cho ra hai cái lần đọc này là cùng giá trị, bởi vì T2 lúc bấy giờ sẽ chờ cho khi T1 thực hiện xong rồi mới được truyền tràn dòng dữ liệu vào. Nhưng với mức cô lập là repeatable read thì cái việc tràn dữ liệu vào là cho phép, và hai lần đọc trên bảng sinh viên sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Như vậy thì tôi vừa minh họa một số trường hợp về mức cô lập. Thực ra các bạn hãy biết rằng mức cô lập đó là quy định rằng là phương thức lock mà giao tác mang một mức cô lập là phương thức lock gì và thời gian giữ lock đó là bao nhiêu, bao lâu. Như vậy thì ta phải kiểm tra được một điều rằng là trên cái bảng trên màn hình đây sẽ thể hiện rằng là mỗi mức cô lập sẽ thực hiện khóa gì, và khóa đó các loại khóa được sử dụng đó giải quyết được các vấn đề gì trong bốn vấn đề của xử lý đồng thời. Thì trong một tình huống cụ thể ta phải biết rằng là ta sử dụng mức cô lập nào và vấn đề gì được khắc phục. Ngoài ra các loại khóa của mức cô lập và thời gian khóa đó có đáp ứng được cho yêu cầu xử lý đồng thời hay không. Nếu không thì ta hãy thực hiện sử dụng các phương thức khóa cung cấp bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phù hợp với yêu cầu thực tế hơn. Thì như tôi đã nói ở môn giới thiệu, ở môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp kiến thức cho các bạn hiểu được cơ chế làm việc của hệ quản trị, và nếu cần có thể can thiệp được vào cơ chế làm việc của hệ quản trị. Và tôi nói rằng cơ chế dùng khóa để điều khiển đồng thời này ta có thể can thiệp được. Can thiệp như thế nào? Ta biết rằng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, khi ta làm việc với nó, ta có thể thiết lập lại mức cô lập. Nếu ta không muốn làm việc với mức cô lập mặc định, ta có thể thiết lập lại một trong ba mức cô lập còn lại. Tuy nhiên, không phải rằng là một trong ba mức cô lập còn lại hoặc là tất cả bốn mức cô lập này đều là đủ tính năng để giải quyết được tất cả các yêu cầu của
thực tế đâu, mà đôi khi chúng ta còn phải thực hiện chủ động đặt khóa thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế. Thì đặt khóa như thế nào thì đó là cái vấn đề mà tôi sẽ trình bày sau cái phần quản lý deadlock này. Tôi qua phần giải quyết deadlock. Như vậy thì ta biết rằng khóa đó là một kỹ thuật để hỗ trợ điều khiển đồng thời, và như tôi đã nói giới thiệu rằng phương thức khóa là kỹ thuật khóa là kỹ thuật mà hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều thực hiện. Tuy nhiên, kỹ thuật khóa gây ra một số vấn đề không mong muốn. Một trong các vấn đề không mong muốn đó là vấn đề khóa chết. Như đã trình bày, tình trạng khóa chết đó là tình trạng mà trong đó các thao tác có liên quan không thể thực hiện tiếp các thao tác mà nó phải chờ nhau mãi. Tình trạng này ta không hề mong muốn khi cho thực hiện đồng thời các thao tác. Có hai khả năng xảy ra tình trạng khóa chết này, đó là ví dụ thao tác T1 thực hiện Xlog trên bảng Table 1, trong khi thao tác T2 thực hiện Xlog trên T2, nhưng đến bước sau thì T1 yêu cầu Xlog trên bảng Table 2 và T2 thì thực hiện Xlog trên bảng Table 1, tạo nên một cái sự chờ chéo lẫn nhau và đó là deadlock. Trường hợp thứ hai xảy ra deadlock đó là đầu tiên đây là tình trạng tăng cấp. Đầu tiên T1 giữ Xlog, sau đó yêu cầu Xlog trên cùng đơn vị dữ liệu AR. Sau đó T2 thực hiện Xlog, do cùng là Xlog nên T1 và T2 nên T2 sẽ được đáp ứng sau đó, và sau đó thì cả hai đều có nhu cầu tăng cấp lên Xlog cả, làm cho hai giao tác chờ lẫn nhau trên cùng đơn vị AR. Ta sẽ bàn tới hai khả năng, đó là giả sử như hệ thống đã gặp deadlock rồi, vậy thì ta giải quyết deadlock như thế nào? Và cái khả năng thứ hai đó là ta không mong muốn deadlock xảy ra và ta hãy đưa ra, hãy dùng cái giải pháp để mà ngăn ngừa deadlock. Như vậy thì để giải quyết deadlock, ta xem có những giao tác nào xung đột với nhau và gây ra sự chờ với nhau mà không có giao tác nào có thể tiếp tục được. Như vậy thì có thể hủy tất cả các giao tác gây ra deadlock, hoặc là dùng đồ thị chờ để xem coi nguyên nhân gây ra deadlock là do giao tác nào. Như vậy thì khi dùng đồ thị chờ, ta sẽ biết được là giao tác nào chờ giao tác nào, và nếu mà giao tác nào mà gây ra sự chờ nhiều nhất, tức là có nhiều cung vào ra nhất, thì giao tác đó chính là nguyên nhân gây ra deadlock. Ta hãy hủy giao tác đó trước tiên, và tình trạng mới của việc xử lý đồng thời các giao tác sẽ được hệ quản trị cơ sở dữ liệu phản ánh bằng một cái đồ thị chờ tại cái tình trạng mới đó, ứng với cái tình trạng mới đó, và cái việc mà phát hiện ra giao tác nào gây ra deadlock sẽ được thực hiện tiếp theo. Ngoài ra có thể giải quyết deadlock bằng cách dùng thời gian quá hạn, tức là giới hạn thời gian giao tác ở trạng thái kích hoạt. Tuy nhiên nếu mà thời gian quá hạn này màu nhỏ thì sẽ làm cho giao tác bị rollback không cần thiết và lãng phí tài nguyên. Còn nếu mà thời gian quá lớn thì sẽ gây ra tình trạng giao tác chờ lâu và gây ra tình trạng tắc nghẽn trong hệ thống. Vậy thì đó là các cách để giải quyết deadlock. Ngoài ra cũng phải nghĩ tới giải pháp để ngăn ngừa deadlock, và trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu biết rằng phương thức khóa sẽ có khả năng rằng là tạo ra deadlock, nên cần phải có giải pháp để thực hiện ngăn ngừa. Vậy thì có những cái giải pháp để ngăn ngừa nào, thì ta cũng bàn luôn rằng là nếu cho các đơn vị dữ liệu, cho một giao tác khóa trên các đơn vị dữ liệu theo thứ tự là chéo lẫn nhau, có nghĩa rằng giao tác T1 khóa trên A rồi sau đó yêu cầu khóa trên B, trong khi T2 thực hiện khóa trên B rồi lại yêu cầu khóa trên A để tạo ra deadlock, thì tốt hơn hết ta hãy cho hai giao tác thực hiện theo đúng thứ tự. Nếu làm việc trên các đơn vị dữ liệu thì hãy sắp xếp các đơn vị dữ liệu theo một thứ tự nào đó. Ví dụ như ta lấy thứ tự là alpha B, vậy thì hai giao tác T1 lắp trên A, lắp trên B, T2 cũng lắp trên A và lắp trên B.
Như vậy thì mặc dù có thể tạo ra sự chờ đợi giữa các giao tác nhưng sẽ không gặp phải tình trạng deadlock. Vậy thì một giải pháp đầu tiên để ngăn ngừa deadlock đó là hãy sắp xếp các đơn vị dữ liệu theo một thứ tự cố định, và các giao tác yêu cầu lock trên chúng phải lock theo thứ tự cố định này. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp dò tìm deadlock dùng nhãn thời gian thông qua thuật toán Wedge và Wundt. Tôi sẽ bàn tới hai thuật toán này cụ thể ở phần sau đây. Đầu tiên nói về đồ thị chờ để giải quyết deadlock. Khi hệ thống gặp tình trạng deadlock thì hệ thống sẽ hủy tình trạng đó bằng cách là dùng định đồ thị chờ để phát hiện. Đây đồ thị chờ được xác định như sau. Gọi S là một lịch biểu trên đó có nhiều giao tác. Xin lỗi các anh chị. Trên đó có nhiều giao tác, S gồm có T1, T2, vân vân, TN. Đồ thị chờ sẽ có đỉnh là các giao tác và có cung đi từ TI đến TG. Nếu TI phải chờ, TG phải chờ TI. Và nếu đồ thị có chu trình, tức là tạo ra sự chờ lẫn nhau, thì lúc bấy giờ deadlock đang xảy ra. Và giải quyết deadlock bằng cách là hủy đỉnh có nhiều cung vào ra nhất, đó là chính là giao tác làm cho người khác chờ nhiều và lại chờ người khác nhiều, đó là chính là nguyên nhân mà gây ra deadlock. Và hình nhìn vô đồ thị này là bài tập rằng là chúng ta hãy xem có deadlock xảy ra hay không. Thì ta nhìn vô đây ta thấy rằng là có cái sự chờ chéo nào hay không, thì ta thấy rằng là ta hãy vẽ đồ thị chờ cho cái ứng dụng này, thì đây xem như là một bài tập lý thuyết nhé các anh chị. Sau đây tôi sẽ giới thiệu phương pháp dò tìm deadlock dùng nhãn thời gian là một phương pháp. Nếu như phương pháp dùng đồ thị chờ là phương pháp để giải quyết deadlock, có nghĩa rằng deadlock đã xảy ra rồi, bây giờ khắc phục nó bằng cách nào, thì phương pháp dò tìm deadlock dùng nhãn thời gian đó là một phương pháp dùng để ngăn ngừa deadlock, có nghĩa rằng là ta biết rằng deadlock có khả năng xảy ra và ta hãy chặn các khả năng có thể xảy ra deadlock để cho deadlock đừng xảy ra. Phương pháp dò tìm deadlock dùng nhãn thời gian sẽ dùng một khái niệm nhãn thời gian đặc biệt để mà phục vụ cho cái quá trình dò tìm deadlock này. Và lưu ý với các bạn rằng cái nhãn thời gian này nó khác biệt so với cái nhãn thời gian mà ta dùng ở phương pháp điều khiển đồng thời dùng nhãn thời gian sau này. Không giống như nhãn thời gian dùng cho việc điều khiển đồng thời, mặc dù hệ thống có thể dùng phương pháp điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian, có nghĩa rằng là cái nhãn thời gian dùng để dò tìm deadlock này không có phải là cái nhãn thời gian dùng cho quá trình điều khiển đồng thời. Nhãn thời gian dùng cho việc dò tìm deadlock không thay đổi khi giao tác công việc. Sở dĩ có một cái nhận xét này để chúng ta không nhầm lẫn với nhãn thời gian dùng cho điều khiển đồng thời. Khi một giao tác trong quá trình điều khiển đồng thời dùng nhãn thời gian, nếu một giao tác bị rollback thì giao tác sẽ được đặt lại giá trị nhãn thời gian bằng bằng không. Nhãn thời gian cho biết thời điểm một giao tác đang chờ lock trên đơn vị dữ liệu giữ bởi giao tác khác. Thời điểm mà một giao tác, nhãn thời gian là thời điểm, thực ra đó là một cái đồng hồ trong hệ thống cho biết thời điểm mà giao tác đang chờ lock trên đơn vị dữ liệu được giữ bởi giao tác khác. Vậy thì thuật toán có hai thuật toán để mà dò tìm để mà khắc phục deadlock, đó là thuật toán Wedge và Wundt. Thuật toán Wedge nói như sau: gọi hai giao tác mà gây ra deadlock là TI và TG có nhãn thời gian tương ứng là TTI và TTG. Nói rằng T yêu cầu lock trên một đơn vị dữ liệu đang giữ bởi TG. Vậy thì nếu giao tác yêu cầu lock mà có nhãn thời gian nhỏ hơn, có nghĩa rằng là bắt đầu trước, ta hãy nhìn vô hình vẽ đây. Đây là trục thời gian. Cái nguyên lý làm việc của thuật toán Wedge được thể hiện bằng câu lệnh if then else như sau. Và đây là hình vẽ để thể hiện hai cái khả năng của cái thuật toán này. Về trong khả năng đầu tiên, nếu giao tác chờ lock là giao tác bắt đầu trước, ta hãy diễn đạt bằng cái ngôn ngữ tự nhiên thì sẽ dễ hiểu hơn. Như vậy thì nói rằng nếu giao tác chờ lock là giao tác bắt đầu trước, ở đây ta thấy T1 bắt đầu trước phải không các anh chị? Đây là trục thời gian.
nói rằng giao tác T1 là giao tác tác bắt đầu trước, và nếu giao tác bắt đầu trước chờ lock trên một cái đơn vị dữ liệu đang được giữ lock bởi giao tác bắt đầu sau thì hãy để cho cái giao tác bắt đầu trước này chờ. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu giao tác bắt đầu sau mà yêu cầu lock trên một đơn vị dữ liệu đang được giữ lock bởi một giao tác bắt đầu trước thì hãy cho giao tác bắt đầu sau này rollback. Như vậy thì trong trường hợp này ưu tiên cho giao tác bắt đầu trước, tức là giao tác già hơn. Như vậy thì nhận xét thuật toán query này đó là ưu tiên cho các giao tác bắt đầu trước, tức là có timestamp nhỏ. Giao tác thực hiện trước phải chờ khi tranh chấp lock với giao tác thực hiện sau, và giao tác thực hiện sau phải bị rollback và thực hiện lại khi tranh chấp lock với giao tác được thực hiện trước. Một cái thuật toán thứ hai là một cái biến thể, có thể xem như là một cái biến thể của thuật toán query, đó là thuật toán query. Thuật toán trước đây gọi là thuật toán query nhé các anh chị. Vậy thì thuật toán sau này xem như là một cái cách giải quyết khác, đó là như thế này. Nếu giao tác yêu cầu lock là giao tác bắt đầu trước thì hãy rollback cái giao tác đang giữ lock là giao tác bắt đầu sau. Vậy thì vẫn ưu tiên giao tác bắt đầu trước, tuy nhiên ưu tiên theo cái kiểu rằng là không để giao tác bắt đầu trước chờ. Nếu như thuật toán query ở đây yêu cầu giao tác bắt đầu trước mà yêu cầu lock sẽ cho giao tác bắt đầu trước chờ, nhưng trong trường hợp này thì cũng là một cách ưu tiên cho giao tác bắt đầu trước, nhưng sẽ ưu tiên bằng cách là hãy hủy cái giao tác giữ lock và giao tác bắt đầu sau mà giữ lock để dành lock cho giao tác bắt đầu trước. Trong trường hợp ngược lại, nếu giao tác bắt đầu sau mà yêu cầu lock trên đơn vị dữ liệu được giữ bởi giao tác bắt đầu trước thì giao tác bắt đầu sau phải chờ. Như vậy thì đó là nguyên tắc làm việc của hai thuật toán. Thuật toán runway vẫn ưu tiên cho các giao tác già. Giao tác thực hiện trước không bao giờ bị rollback hay chờ khi tranh chấp lock với một giao tác bắt đầu sau nhưng đang giữ lock, và giao tác thực hiện sau phải chờ khi tranh chấp lock với giao tác thực hiện trước và phải bị rollback khi bị giao tác thực hiện trước tranh chấp lock. Đó là nguyên tắc làm việc. Như vậy thì ta hãy có một cái cách nhìn về nguyên lý làm việc, về nguyên lý quản lý deadlock của các phương pháp, đó là phương pháp dùng nhãn thời gian và phương pháp dùng đồ thị chờ. Theo thuật toán query và runway thì giao tác, nếu theo thuật toán query, giao tác rollback ở thời điểm xảy ra yêu cầu lock là giai đoạn sớm nên có thể nhiều giao tác bị rollback hơn, và giao tác rollback thường thực hiện ít công việc hơn. Vậy thì ta hãy xem rằng là ta hãy nhận xét rằng là quá trình giải quyết deadlock của quá trình ngăn ngừa deadlock của thuật toán runway hoặc là runway đó là làm gì? Đó là yêu cầu một giao tác rollback để làm triệt tiêu đi khả năng xảy ra deadlock. Như vậy thì khi một giao tác rollback, ta phải xét tới khả năng rằng là giao tác đó đã thực hiện công việc tới mức độ nào. Như vậy thì một cách tương đối nói rằng nếu một giao tác đã thực hiện công việc nhiều và rollback thì là một cái sự lãng phí về tài nguyên và là mất thời gian. Như vậy thì nói rằng là giao tác rollback ở thời điểm xảy ra yêu cầu lock là giai đoạn sớm nên có thể có nhiều giao tác bị rollback hơn, và giao tác rollback thường lại thực hiện ít công việc hơn. Vậy thì nói rằng là vì giai đoạn yêu cầu lock là đã bị rollback rồi nên giai đoạn đó được xem như là rollback còn sớm, trong khi là công việc chưa có thực hiện nhiều. Mặc dù có nhiều giao tác bị rollback đó nhưng không có sự lãng phí về tài nguyên để mà thực hiện nhiều công việc trước khi rollback. Còn theo thuật toán runway thì nếu giao tác yêu cầu lock gần thời điểm giao tác bắt đầu, ít xảy ra thì sẽ ít khi xảy ra tình trạng giao tác già không yêu cầu được lock giữ bởi giao tác trẻ hơn. Vì vậy giao tác rollback sẽ ít xảy ra, và giao tác bị rollback đã thực hiện nhiều việc trước khi bị rollback nên lãng phí về tài nguyên hơn. Và cả hai phương pháp này vẫn gặp phải cái tình trạng là đôi khi
không có khả năng xảy ra deadlock nhưng giao tác vẫn bị yêu cầu run back. Như vậy thì vì đây là cái quá trình ngăn ngừa deadlock nên trong quá trình xử lý công việc đôi khi đó là một cái áp dụng một thuật toán, một cái máy móc và thực sự hệ thống không có lâm vào tình trạng deadlock nhưng cái phương pháp ngăn ngừa deadlock này vẫn yêu cầu giao tác rằng là rollback để cho tạo ra sự an toàn rằng là hệ thống sẽ không bao giờ gặp phải deadlock. Cả hai phương pháp đây Wayday và Wunway ưu tiên cho giao tác bắt đầu trước và đảm bảo mọi giao tác đều hoàn tất và không gặp phải tình trạng là một giao tác chờ hoài mà không đến lượt của mình. Và phương pháp này dễ cài đặt hơn là đồ thị chờ. Trong khi phương pháp dùng đồ thị chờ để giải quyết deadlock thì vì đồ thị chờ thể hiện một cái mối quan hệ giữa nhiều giao tác tại một cái thời điểm mà xảy ra deadlock trong hệ thống nên có thể tại một thời điểm có rất nhiều giao tác và sự chờ nhau là rất là phức tạp nên đồ thị chờ có thể rất lớn và việc phân tích để tìm ra chu trình sẽ tốn nhiều thời gian. Việc dùng đồ thị chờ chỉ yêu cầu một giao tác rollback khi giao tác đó thực sự gây ra deadlock, đó là giao tác mà có nhiều cung vào ra nhất. Và đồ thị chờ được nói về việc cài đặt thì việc cài đặt đồ thị chờ sẽ khó, đặc biệt đối với hệ thống phân tán. Trong một hệ thống phân tán, việc tiếp nhận các yêu cầu lock từ các giao tác phân tán thì cần nhiều thời gian và cái sự phản hồi là chậm. Nên trong một hệ thống phân tán để có thể xây dựng đồ thị chờ và phản hồi để có thể đáp ứng được từ cái nơi phân tích và cái nơi xảy ra giao tác thì cần nhiều thời gian. Và cách sử dụng các phương thức khóa, đây là tôi bàn về cái quá trình can thiệp thực sự vào các giao tác đang thao tác trên các đơn vị dữ liệu. Ở đây tôi không bàn tới cái việc sử dụng một cái mức cô lập mặc định bởi vì ta có thể xem như việc sử dụng một mức cô lập mặc định đó là việc sử dụng một cách rất là máy móc các phương thức khóa và nó không có phù hợp với nhu cầu thực tế. Như vậy thì SQL Server có cung cấp những phương thức khóa nào? Đây là một số phương thức khóa phổ biến. Một phương thức khóa có thể thể hiện được rằng là cách khóa là gì, đơn vị để khóa là gì, hay là khóa kiểu là gì. Ví dụ như nói rằng là base lock sẽ khóa trên đơn vị dữ liệu là base, row lock sẽ khóa trên dòng, tab lock sẽ thực hiện khóa trên bảng, hay là tab lock x, đó là sự kết hợp giữa tab lock và x lock. Vậy thì hay là update lock, đây là phương thức update mà hệ quản trị cung cấp. Như vậy thì như ta đã học ở môn cơ sở dữ liệu về một câu lệnh truy cập dữ liệu thông qua câu select, nhưng ta chưa biết tới một option trong câu select, đó là đây là cái câu select mà tôi bổ sung vào một option, đó là hãy thực hiện truy xuất dữ liệu từ bảng sinh viên với phương thức khóa đó là tab lock, đó là khóa trên bảng, và hold lock có nghĩa rằng là hãy giữ khóa. Hãy giữ khóa cho tới khi mà giao tác kết thúc. Vậy thì có thể thực hiện kết hợp các phương thức khóa với nhau, ví dụ như là tab lock x lock, đó là khóa độc quyền trên bảng. Tab lock để cho biết đơn vị dữ liệu đó là một toàn bộ một table, và x lock cho biết phương thức khóa đó là khóa độc quyền, hay là row lock x lock đó là khóa độc quyền trên dòng. Như vậy thì qua đây ta biết rằng là để thiết lập khóa trên một đơn vị dữ liệu nào đó thì ta dùng câu select để mà thiết lập khóa thông qua cái mệnh đề là một cái option đặt sau danh sách các bảng để khóa, đó là quit và mở ngoặc đóng ngoặc phương thức khóa. Như vậy thì tôi cho một ví dụ đơn giản để các bạn thấy rằng là cái việc dùng phương thức khóa mà tùy biến như thế này rất là quan trọng, và trong một số ứng dụng thực tế rất thiết phải dùng phương thức khóa theo kiểu là tùy biến như thế này. Giả sử ta có một bảng, ta có một quan hệ lưu lại giấy phép gồm có các trường là số thứ tự, ngày cấp,
số xe và lý do cấp. Có một ràng buộc nói rằng số thứ tự phải bắt đầu từ 1, tăng dần và không nhảy số. Như vậy thì mỗi khi cấp phép ta phải làm công việc như sau. Tôi viết một cái transaction thực hiện cấp giấy phép như sau. Đầu tiên, transaction đó hãy tìm ra giá trị giấy phép có số thứ tự lớn nhất hiện tại có trong cơ sở dữ liệu. Sau khi đã tìm ra được giấy phép có số thứ tự lớn nhất hiện tại, thì ta insert vào bảng giấy phép này một dòng dữ liệu cho biết giấy phép ứng với cái số thứ tự là giá trị lớn nhất bên trên cộng với 1 và commit transaction. Như vậy thì thủ tục này sẽ được gọi liên tục nếu như hệ thống có đang người dùng, thì sẽ có nhiều người cùng gọi thủ tục cấp giấy phép này. Ta giả sử có hai user là U1 và U2 đều thực hiện gọi thủ tục cấp giấy phép này. Giả sử đây là một lịch biểu cho biết quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép của hai user U1 và U2. Đầu tiên, U1 bắt đầu trước thực hiện công việc S1 và việc đó là begin transaction. Giả sử tại thời điểm đang U1 và U2 thực hiện thì giấy phép có số thứ tự lớn nhất hiện tại bằng 10. Như vậy thì T1 bắt đầu, U1 bắt đầu công việc S1, U2 cũng bắt đầu một cách đồng thời S1. S2 của T1 của U1 được thực hiện sẽ đọc ra thấy giá trị bằng 10. S2 của U2 tại câu lệnh S2 của U2 thì cũng đọc ra giá trị bằng 10 vì hai câu lệnh này thực hiện một cách đồng thời. Đọc xong câu lệnh, thực hiện xong câu lệnh S3 đối với user U1 sẽ thấy rằng là sẽ insert vào bảng giấy phép một giấy phép có số thứ tự là 11 để cho liên tục và tăng dần. Một cách đồng thời, U2 cũng sẽ tràn vào cơ sở dữ liệu một dòng dữ liệu ứng giấy phép bằng 10, ứng giấy phép có số thứ tự bằng 11. Như vậy thì cả hai đều insert vào bảng giấy phép một dòng dữ liệu, cả hai đều insert vào bảng giấy phép dòng dữ liệu ứng với khóa là số thứ tự bằng 11 và xảy ra lỗi bởi vì trùng khóa nên U2 bị báo lỗi và giao tác không thể thực hiện được. Vậy thì nếu như U2 quay ra và bắt đầu lại quá trình, U2 sẽ thấy được rằng là cơ sở dữ liệu ở một tình trạng mới, nhưng cái vấn đề đụng độ, cái khả năng đụng độ giữa U2 với những cái U khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây ta xét trường hợp đơn giản rằng là chỉ có sự tranh chấp giữa hai giao tác thực hiện bởi hai user là U1 và U2. Nhưng nếu trong một hệ thống đa người dùng và có rất nhiều người dùng thì cái khả năng đụng độ này là xảy ra rất là cao, và mỗi khi đụng độ thì một giao tác phải thực hiện lại công việc của mình và cái việc thực hiện lại gặp phải cái tình trạng đụng độ tiếp theo. Như vậy thì tôi thực hiện điều khiển đồng thời dùng phương thức khóa như sau. Ta đặt lại, ta định nghĩa lại giao tác cấp giấy phép gồm có: đầu tiên là thực hiện truy xuất giấy phép có số thứ tự lớn nhất nhân dùng cái phương thức khóa là round lock và if lock, có nghĩa rằng là nếu một giao tác nào bắt đầu trước thì sẽ khóa trên dòng ứng với cái giấy phép mà đang được truy xuất, đó là giấy phép mà có số tự lớn nhất, và phương thức khóa trên dòng này sẽ được khóa độc quyền và khóa độc quyền này sẽ được giữ cho tới cuối giao tác. Như vậy thì sau khi insert thêm, bổ sung thêm phương thức khóa vào cái quá trình truy xuất cơ sở dữ liệu trong thủ tục cấp giấy phép này thì giao tác sẽ được thực hiện như sau. U1 gọi thực hiện, đến khi S2 thực hiện thì lúc bây giờ S2 sẽ thực hiện khóa trên dòng dữ liệu ứng với giấy phép có số thứ tự lớn nhất hiện tại, đó là giấy phép có số thứ tự bằng 10. Khi giao tác của cấp giấy phép của U2 thực hiện đến câu lệnh S2
Thì vì lúc bấy giờ dòng dữ liệu ứng với giấy phép lớn nhất, ứng với giấy phép có số thứ tự lớn nhất đã được khóa bởi thao tác thực hiện bởi U1, nên lúc bấy giờ U2 phải chờ. Câu lệnh S3 của thao tác U1 thực hiện sẽ thực hiện tràn vào một dòng dữ liệu ứng với giấy phép có số thứ tự là 11. Và sau khi S4 thực hiện xong và xác nhận commit transaction, thì lúc bấy giờ U2 sẽ được thực hiện cấp lock trên đơn vị dữ liệu là một dòng ứng với giấy phép có số thứ tự lớn nhất lúc bấy giờ đọc ra giá trị là 11, và lúc bấy giờ S3 sẽ tràn vào dòng dữ liệu đó ứng với 12 và commit transaction. Như vậy sau khi tràn vào phương thức khóa cho tác cấp giấy phép thì cái quá trình thực hiện đồng thời là đúng. Như vậy thì qua cái ứng dụng trên, tôi cho một bài tập để mà các anh chị hiểu được cái tất cả các giao tác thực hiện đồng thời và thực hiện điều khiển đồng thời trong một ứng dụng là như thế nào. Vậy thì trong cái cơ sở dữ liệu này, trong các ô vuông này là liệt kê ra các ràng buộc toàn vẹn. Như vậy thì cái việc mà viết thao tác phải tuân thủ các ràng buộc toàn vẹn này. Yêu cầu hãy cho thực hiện đăng ký học chuyên đề và không vi phạm ràng buộc toàn vẹn. Biết rằng hệ thống phải đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn này. Biết rằng cái việc đăng ký học chuyên đề là phải được thực hiện sao cho đúng theo các ràng buộc toàn vẹn đã được liệt kê. Vậy thì hãy quan tâm tới tất cả các loại giao tác trong hệ thống và hãy thực hiện đặt khóa sao cho hệ thống làm việc một cách đúng đắn và khả năng xử lý đồng thời là cao và hiệu quả. Như vậy thì hãy quan tâm tới các loại giao tác như sau, đó là giao tác thêm, cập nhật và xóa. Hãy quan tâm tới các giao tác thống kê, đó là những giao tác mà thuần chỉ là thực hiện một câu select. Đối với giao tác đăng ký, hãy thực hiện khóa độc quyền trên bảng liên quan. Áp dụng thử mức cô lập là Serenvo thử xem. Và hãy cho viết giải pháp xem rằng là ta dùng phương thức khóa gì hoặc là dùng mức cô lập gì thì là phù hợp. Thì đó là một cái bài tập để các bạn thảo luận. Tiếp theo đây tôi sẽ trình bày về phương pháp điều khiển đồng thời mới, đó là điều khiển đồng thời dùng kỹ thuật nhãn thời gian. Như vậy thì tôi đã vừa trình bày cho các anh chị một cái phương pháp điều khiển đồng thời dùng kỹ thuật khóa. Trong cái phương pháp điều khiển đồng thời dùng kỹ thuật khóa này thì ngoài các phương thức khóa được liệt kê thì các anh chị học các mức cô lập, cho biết rằng là mỗi một mức cô lập sẽ dùng các phương thức khóa tương ứng là gì và thời gian tự giữ khóa là bao lâu. Và cái phương thức khóa này có một cái khuyết điểm, mặc dù nó có nhiều ưu điểm rằng là nó dễ thực hiện và phù hợp với nhiều ứng dụng thực tế, có thể thực hiện tùy biến để phù hợp cho các ứng dụng. Tuy nhiên, nó gây ra vấn đề deadlock, đó là tình trạng mà các giao tác chờ nhau hoài mà không có giao tác nào có thể tiếp tục được. Nhưng cũng có giải pháp cho vấn đề deadlock, đó là hoặc là cứ để hệ thống thực hiện, nếu gặp phải tình trạng deadlock thì hãy giải quyết deadlock, hoặc là dùng các giải pháp để mà ngăn ngừa deadlock, đó là hoặc là cho các giao tác khóa trên các đơn vị dữ liệu theo một thứ tự cố định, hoặc là cho các giao tác tuân thủ theo thuật toán Lai Quê, Quê Đai hoặc là Quân Quê. Thì đó là các kiến thức liên quan tới kỹ thuật điều khiển đồng thời dùng khóa. Sau đây ta sẽ trình bày về một kỹ thuật điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian. Ý tưởng của kỹ thuật điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian là như sau. Hãy gắn nhãn thời gian cho giao tác, ghi lại nhãn thời gian của giao tác cuối cùng thực hiện đọc ghi trên một đơn vị dữ liệu. Quản lý đồng thời theo kỹ thuật dùng nhãn thời gian thì nguyên tắc của cái việc điều khiển đồng thời đó là đảm bảo việc thực hiện lịch biểu đã cho tương đương với việc thực hiện tuần tự theo thứ tự nhãn thời gian của giao tác. Vậy thì
Ta biết rằng là giao tác sẽ được gán tại nhãn thời gian khi mà giao tác bắt đầu xuất hiện trong hệ thống, đó là do người dùng gửi đến. Khi mà bộ lập lịch tiếp nhận giao tác thì sẽ được gán cho giao tác sẽ được gán một nhãn thời gian. Vậy thì giao tác nào bắt đầu trước thì sẽ được gán thời gian nhỏ hơn giao tác bắt đầu sau. Như vậy thì cái việc thực hiện giao tác theo một cái thứ tự, việc thực hiện đồng thời của các giao tác sẽ phải được đảm bảo theo một cái thứ tự, rằng là phải được đảm bảo để cho nó tương đương với một cái lịch biểu mà tuần tự theo thứ tự nhãn thời gian của giao tác. Đó là nguyên tắc làm việc của phương pháp điều khiển đồng thời dùng nhãn thời gian này. Đầu tiên ta sẽ định nghĩa khái niệm nhãn thời gian của giao tác và nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu. Nhãn thời gian của giao tác, ký hiệu là TST, đó là timestamp T, được phát sinh bởi bộ lập lịch. Dùng một giá trị số gắn vào các giao tác để chỉ thời điểm bắt đầu của giao tác, có thể dựa vào đồng hồ hệ thống hoặc là bộ đếm để tạo nhãn thời gian. Nhãn thời gian có tính chất duy nhất và tăng dần, có nghĩa rằng là nếu giao tác TI bắt đầu trước một giao tác TJ thì nhãn thời gian của TI nhỏ hơn nhãn thời gian của TJ. Nếu giao tác TI có nhãn thời gian nhỏ hơn giao tác của TJ thì bộ lập lịch phải đảm bảo rằng lịch biểu đã cho tương đương với lịch biểu tuần tự là TI ưu tiên hơn TJ. Tôi bàn tới khái niệm nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu. Các đơn vị dữ liệu được gán cho một giá trị số gọi là nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu. Một đơn vị dữ liệu có 3 giá trị số đi kèm, trong đó có 2 giá trị nhãn thời gian, đó là nhãn thời gian đọc, là nhãn thời gian lớn nhất của giao tác đã đọc trên đơn vị dữ liệu X. Nhãn thời gian ghi trên đơn vị dữ liệu X là nhãn thời gian lớn nhất của giao tác đã ghi trên X. Và có một cái giá trị số được kèm theo đơn vị dữ liệu X, đó là CX, đó là một cái bit cho biết rằng là nếu thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu X mà đã commit thì giá trị CX sẽ bằng true. CX này sẽ được dùng để đánh giá tình trạng một giao tác T đọc dữ liệu ghi bởi giao tác U, nhưng sau đó thì giao tác U thực hiện rollback. Nguyên tắc làm việc của phương pháp điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian đó là như sau. Việc truy xuất trên đơn vị dữ liệu X phải theo thứ tự nhãn thời gian. Khi một giao tác T đọc trên X thì nhãn thời gian của giao tác T phải lớn hơn nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu X. Khi một giao tác T muốn ghi trên đơn vị dữ liệu X thì nhãn thời gian của giao tác T phải lớn hơn nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu X. Đó là nguyên lý. Và T sẽ thực hiện, sẽ bị hủy nếu không tuân theo thứ tự, khi đó T sẽ bị khởi tạo lại với nhãn thời gian mới. Như vậy thì cứ tuân theo nguyên tắc này thì đó là cái nguyên lý làm việc của phương pháp nhãn thời gian, cũng như phương pháp điều khiển đồng thời dùng khóa thì phương pháp nhãn thời gian sẽ gặp phải một những tình trạng không mong muốn, và cái quá trình điều khiển đồng thời của phương pháp nhãn thời gian sẽ phải khắc phục các tình trạng này. Cái vấn đề đầu tiên đó là tình trạng đọc quá trễ. Ta hãy nhìn vào sơ đồ này để ta biết được rằng là thời điểm bắt đầu của hai giao tác T và U. T bắt đầu trước, T muốn thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu X, nhưng một giao tác U bắt đầu sau đã ghi trên đơn vị dữ liệu X trước khi mà T đọc X rồi. Như vậy thì X đã được ghi sau khi T được khởi tạo. Như vậy thì nhãn thời gian T của đơn vị, nhãn thời gian của giao tác U sẽ là nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu X, nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu X và lớn hơn nhãn thời gian của T. Vậy thì tình trạng này là tình trạng đọc quá trễ, có nghĩa rằng là T bắt đầu trước, lẽ ra T phải đọc trước thao tác ghi của giao tác U bắt đầu sau, nhưng trong khi T chưa kịp đọc thì U đã thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu X rồi. Tình trạng thứ hai đó là tình trạng ghi quá trễ,
đó là như thế này. À, tôi bắt đầu trước. Tôi muốn ghi trên đơn vị dữ liệu x, lẽ ra tôi phải u bắt đầu sao? Tôi lẽ ra u muốn đọc trên x thì u phải thực hiện thao tác đọc sau khi t ghi trên x. Tuy nhiên cái tình trạng này đó là do tác t bắt đầu trước nhưng t chưa kịp ghi thì u đã thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu x rồi. Tình trạng này gọi là tình trạng ghi quá trễ. Và vấn đề thứ ba đó là vấn đề Dirichlet. Vậy thì t đọc x, x được ghi lần cuối bởi u, nhưng t vừa đọc x xong thì u đã thực hiện là Rolex giao tác. Như vậy thì hãy trì hoãn việc đọc của t cho tới khi u commit hoặc là abort dựa vào commit big để nhận biết. Và vấn đề thứ tư đó là vấn đề là một giao tác u bắt đầu sau nhưng lại ghi trước. Khi t muốn ghi thì tốt hơn hết là t không cần làm gì cả, đó gọi là quy tắc tắc ghi thoma, và các bạn sẽ thấy rằng là quy tắc này sẽ được vận dụng trong thuật toán điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian. Nguyên tắc là như sau: khi t yêu cầu đọc hoặc là ghi trên một đơn vị dữ liệu, bộ lập lịch phản hồi bằng cách hãy đáp ứng yêu cầu đọc hoặc ghi dựa vào nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu và nhãn thời gian của giao tác đang thực hiện yêu cầu trên đơn vị dữ liệu đó, hoặc là cho hủy t và khởi tạo t lại với nhãn thời gian mới, hoặc là trì hoãn t và sau đó quyết định cho run back t hay là đáp ứng yêu cầu. Vậy thì hãy căn cứ vào đây để mà biết được rằng là một giao tác yêu cầu đọc hoặc ghi trên một đơn vị dữ liệu thì yêu cầu đó có được đáp ứng hay không. Đây thì giả sử t yêu cầu đọc trên đơn vị dữ liệu x, ta hãy xét xem nhãn thời gian của t và nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu x là có mối quan hệ với nhau như thế nào. Trong trường hợp nhãn thời gian ghi, trong trường hợp nhãn thời gian của t lớn hơn hoặc bằng nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu x, và nếu mà commit big của x bằng true thì hãy đáp ứng yêu cầu. Và trong trường hợp nếu nhãn thời gian của t mà lớn hơn nhãn thời gian đọc của x thì hãy gán lại nhãn thời gian đọc của x bằng nhãn thời gian của t, và ngược lại thì không thay đổi nhãn thời gian đọc trên đơn vị dữ liệu x. Trong trường hợp sẽ x bằng false thì cái việc ghi trên đơn vị dữ liệu x là chưa hoàn tất, và hãy trì hoãn t cho đến khi cx trở thành true hay giao dịch đã ghi x abort. Trong trường hợp ngược lại, có nghĩa rằng nhãn thời gian của giao tác t nhỏ hơn nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu x, thì trong trường hợp này t bắt đầu sao, t bắt đầu trước, trong khi t chưa kịp đọc trên đơn vị dữ liệu thì đã có một cái giao tác bắt đầu sao và ghi trên đơn vị dữ liệu x rồi. Đó là tình trạng đọc quá trễ và ta không mong muốn tình trạng này, nên tốt hơn hết là hãy roll back t trong trường hợp này. Đây là cái thuật toán để mà giải quyết một yêu cầu ghi trên đơn vị dữ liệu x một cách tương tự. Và trong trường hợp này thì sẽ trong trường hợp mà một giao tác yêu cầu ghi trên x thì ta hiện thực cái tình trạng không mong muốn, đó là tình trạng ghi quá trễ, là yêu cầu giao tác phải roll back trong trường hợp rằng là một giao tác bắt đầu trước lẽ ra ghi nhưng trong khi giao tác chưa kịp ghi thì một giao tác khác đã đọc trên đơn vị dữ liệu x rồi. Đó là khắc phục tình trạng ghi quá trễ, hoặc là hãy khắc phục cái tình trạng tuân theo nguyên tắc ghi thoma, đó là lẽ ra là cái giao tác đó thực hiện công việc ghi nhưng mà đã bị giao tác ghi đã thực hiện abort, nên tốt hơn hết là không thực hiện công việc gì cả. Vậy thì trong trường hợp một giao tác t run back, các giao tác khác đang chờ trên đơn vị dữ liệu x sẽ yêu cầu đọc hoặc ghi trở lại. Đó là nguyên tắc làm việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng phương pháp nhãn thời gian. Ta hãy xem một cái ví dụ thực hiện điều khiển đồng thời
một cái lịch biểu gồm có 4 thao tác như sau. Vậy thì căn cứ vào thời điểm bắt đầu của hệ thống, ta có thể chặn ngang một tình trạng nào đó của hệ thống và thấy rằng là có 4 thao tác đang thực hiện đồng thời. 4 thao tác này làm việc trên 3 đơn vị dữ liệu là A, B, C như sau. Vậy thì xem có quá trình thực hiện của các thao tác là như thế nào, ta nói rằng là gì. Cái này các bạn phải học thuộc thuật toán để có thể vận dụng. Nói rằng là thao tác T4 có thể đọc trên đơn vị dữ liệu A hay không. Vì đầu tiên, đơn vị dữ liệu A có nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi bằng 0. Nên muốn đọc trên A thì nhãn thời gian của thao tác phải lớn hoặc bằng nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu X. Như vậy thì hiển nhiên 415 lớn hơn hoặc bằng 0, nên thực hiện thao tác đọc được và gán lại. Nhãn thời gian đọc là 415. Tương tự, thao tác T1 có nhãn thời gian là 420 lớn hơn hoặc bằng nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu A, nên thực hiện đọc được và nhãn thời gian đọc được gán lại là 420. Thao tác ghi này, ta hãy kiểm tra xem khi nào thì thao tác ghi thành công. Thì đó là nếu nhãn thời gian của thao tác lớn hơn nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu mà nó cần ghi, thì ta cho thực hiện thao tác ghi. Như vậy thì T4 có nhãn thời gian là 415 lớn hơn hoặc bằng nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi của B, nên cho thực hiện thao tác ghi. Ta hãy xét đến trường hợp mà brick B như thế này. Ta xem nhãn thời gian của T2 là bằng 400. Nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu B đó là 415. Ta thấy rằng nhãn thời gian của thao tác T muốn thực hiện đọc thành công thì nhãn thời gian của T này phải lớn hơn nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu B. Tuy nhiên, nhãn thời gian của T2 này bằng 400, trong khi nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu B là 415, là nhỏ hơn, nên T2 phải thực hiện rollback. Vậy thì đó là cái quá trình thực hiện đồng thời dùng kỹ thuật nhãn thời gian. Đây là một ví dụ khác. Trong trường hợp này thì các thao tác thực hiện một cách suôn sẻ và không có trường hợp rollback nào. Sau đây tôi giới thiệu về phương pháp nhãn thời gian đa phiên bản. Đó là một phương pháp biến thể của phương pháp nhãn thời gian. Nếu như phương pháp nhãn thời gian làm việc trên các đơn vị dữ liệu và mỗi một đơn vị dữ liệu chỉ có một phiên bản, thì phương pháp nhãn thời gian đa phiên bản mỗi lần ghi sẽ tạo ra một cái phiên bản khác nhau, ứng với từng thời điểm. Và khả năng cái việc tạo ra nhiều phiên bản này sẽ giảm thiểu khả năng mà một thao tác bị rollback do nhãn thời gian do thao tác bắt đầu trước nhưng lại bị một thao tác bắt đầu sau thực hiện công việc trước làm cho thao tác phải rollback. Như vậy thì mục đích của cái phương pháp điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian đa phiên bản này là giúp cho thao tác đọc không bao giờ làm thao tác rollback. Phương pháp này làm việc như sau. Nói rằng mỗi đơn vị dữ liệu X có nhiều phiên bản khác nhau. Đối với mỗi phiên bản, hãy lưu lại giá trị của phiên bản đó, nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi của từng phiên bản. Khi T được phép ghi trên đơn vị dữ liệu, thì một phiên bản mới được tạo ra và gán lại nhãn thời gian đọc và nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu X bằng nhãn thời gian của T. Khi T được phép đọc trên X, thì gán lại giá trị nhãn thời gian đọc của đơn vị dữ liệu X đó bằng giá trị mắc của giá trị cũ và giá trị của nhãn thời gian của thao tác thực hiện đọc xong. Vậy thì phương pháp nhãn thời gian đa phiên bản mặc dù cũng có cái nguyên lý làm việc vẫn giống như phương pháp nhãn thời gian, tuy nhiên việc ghi trên đơn vị dữ liệu sẽ tạo ra một phiên bản mới. Phương pháp nhãn thời gian đa phiên bản nhận xét rằng nếu một thao tác T rollback thì tình trạng rollback di truyền có thể xảy ra. Để lịch biểu là phục hồi được thì khi các thao tác ghi trên các đơn vị dữ liệu mà T đã đọc commit thì T mới được phép commit. Ta hãy xem một cái ví dụ để minh họa cho phương pháp dùng nhãn thời gian đa phiên bản như sau.
Có hai giao tác T1 và T2, có nhãn thời gian tương ứng là 100 và 200 như thế này. Vậy thì đầu tiên T1 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu A, đọc được vì nhãn thời gian của T1 lớn hơn nhãn thời gian ghi của đơn vị dữ liệu A. Lúc bấy giờ ta gán lại nhãn thời gian đọc bằng 100. Khi thực hiện ghi, ta biết rằng mỗi lần một giao tác thực hiện ghi trên một đơn vị dữ liệu thì sẽ tạo ra một phiên bản mới. Như vậy thì lúc bấy giờ đơn vị dữ liệu A sẽ tạo ra một phiên bản ứng với cái thời điểm mà giao tác T1 thực hiện ghi, đó là phiên bản A1 có nhãn thời gian đọc bằng 0 và nhãn thời gian ghi bằng 100. T2 thực hiện ghi trên A. Vậy thì ta thấy rằng là T2 thực hiện đọc trên A thì sẽ chọn ra một cái phiên bản có nhãn thời gian ghi lớn nhất mà nhỏ hơn nhãn thời gian của giao tác đang thực hiện đọc trên A, đó là phiên bản A1. Vậy thì phiên bản A1 này sẽ phục vụ cho cái yêu cầu đọc trên A này. Khi T2 ghi trên A sẽ tạo ra một phiên bản mới. Vân vân. Vậy thì với thao tác ghi trên A này thì sẽ tạo ra các phiên bản mới là như sau, đó là minh họa cho phương pháp và nhãn thời gian đa phiên bản. Sau đây tôi sẽ trình bày về phương pháp điều khiển đồng thời dùng một kỹ thuật điều khiển đồng thời dựa trên phương pháp kiểm tra hợp lệ. Thì như vậy thì trong cái nội dung môn học này, tôi nói rằng là sẽ trình bày ba cái kỹ thuật điều khiển đồng thời. Kỹ thuật đầu tiên là dựa trên khóa, kỹ thuật thứ hai đó là dựa trên nhãn thời gian như tôi vừa trình bày, và kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật điều khiển đồng thời dùng phương pháp kiểm tra hợp lệ. Vậy thì kỹ thuật này được phát biểu như sau. Kỹ thuật này dựa trên các nhận xét như sau: kỹ thuật khóa và kỹ thuật nhãn thời gian là các phương pháp điều khiển đồng thời bi quan, có nghĩa rằng là các phương pháp này dựa trên giả sử rằng là các giao tác sẽ đụng độ và tìm cách tránh sự đụng độ này. Kỹ thuật khóa và kỹ thuật nhãn thời gian điều khiển thực hiện đồng thời theo cú pháp và phân biệt thao tác đọc ghi, trong khi phương pháp kiểm tra hợp lệ là phương pháp điều khiển đồng thời lạc quan. Phương pháp kiểm tra hợp lệ, ý tưởng, nguyên tắc làm việc của phương pháp này có thể được mô tả như sau. Cứ cho giao tác thực hiện một cách bình thường. Cập nhật giao tác. Cập nhật của giao tác chỉ thực hiện trên biến cục bộ và không cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu cho đến khi giao tác kết thúc. Và khi giao tác ghi thi hành xong, kỳ xác nhận phương pháp kiểm tra hợp lệ sẽ có một cái kỳ gọi là kỳ kiểm tra xem giao tác có hợp lệ hay không. Khi giao tác thi hành xong, kỳ xác nhận kiểm tra các cập nhật của giao tác xem có vi phạm tính khả tuần tự hay không. Nếu không thì hãy cho giao tác commit và cơ sở dữ liệu được cập nhật thực sự từ biến cục bộ. Còn nếu có vi phạm tính khả tuần tự thì hãy cho giao tác hủy và khởi động lại. Như vậy thì nếu như phương pháp điều khiển đồng thời dùng khóa và phương pháp điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian thì luôn dè dặt rằng là không biết rằng tại mỗi một cái thao tác đọc hoặc ghi trên cơ sở dữ liệu thì có nên cho phép hay không cho phép, có đụng độ hay không, thì kiểm tra ngay tại thời điểm đó để cho biết là giao tác có thể tiếp tục hay không. Thì phương pháp kiểm tra hợp lệ làm theo một quan điểm rất là lạc quan, đó là cứ cho giao tác thực hiện đi và những cái thay đổi của giao tác sẽ được không có cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu mà chỉ có thay đổi trên cái biến cục bộ mà thôi. Khi mà giao tác đã thi hành xong thì cái quá trình kiểm tra hợp lệ sẽ kiểm tra xem rằng là nếu giao tác này mà hoàn tất thì có vấn đề gì xảy ra, có vấn đề gì về tính khả tuần tự xảy ra hay không. Nếu có thì cho giao tác rollback, còn nếu mà cho giao tác hoàn tất mà không xảy ra vấn đề gì vi phạm tính khả tuần tự cả thì hãy cho giao tác hoàn tất. Phương pháp kiểm tra hợp lệ dựa trên ba kỳ của cái quá trình thực hiện một giao tác, đó là kỳ đọc, kỳ kiểm tra hợp lệ và kỳ ghi. Trong kỳ đọc thì giao tác sẽ đọc các mục dữ liệu cần thiết và các cập nhật chỉ thực hiện trên biến cục bộ, không phải trên cơ sở dữ liệu. Kỳ kiểm tra hợp lệ đó là kiểm tra có vi phạm
tính cả tuần tự hay không để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu vi phạm thì rollback và nếu không thì làm tiếp kỳ 3. Và trong kỳ 3 này thì ghi từ biến cục bộ xuống cơ sở dữ liệu. Như vậy thì mỗi một giao tác, hệ thống hệ quản trị sẽ ghi nhận lại 3 thời điểm. Đó là thời điểm giao tác bắt đầu, thời điểm thực hiện xong phê kiểm tra hợp lệ và thời điểm giao tác thực hiện xong, đó là Phoenix. Như vậy thì bộ lập lịch sẽ theo dõi 3 tập hợp như sau. Tập hợp xa đó là tập hợp những giao tác đã bắt đầu nhưng chưa có xác nhận hợp lệ và thời điểm mà từng giao tác đã bắt đầu. Tập validation đó là tập hợp các giao tác đã xác nhận hợp lệ xong nhưng chưa xong pha Phoenix. Và tập hợp này cần theo dõi thời điểm bắt đầu và thời điểm xác nhận hợp lệ của từng giao tác đã xác định hợp lệ xong, đã được kiểm tra hợp lệ xong. Và cái nhãn thời gian tại thời điểm mà giao tác kiểm tra hợp lệ là thời điểm để căn cứ vào đó điều khiển tuần tự. Lưu ý một điều là cái giá trị này sẽ được căn cứ vào để kiểm tra tính cả tuần tự. Và cái tập Phoenix là tập những giao tác đã được thực hiện xong, và thời gian bắt đầu, thời gian kiểm tra hợp lệ, thời điểm bắt đầu, thời điểm kiểm tra hợp lệ và thời điểm kết thúc của từng giao tác. Nhưng mà thì tôi nói lại, hệ quản trị, xin lỗi, bộ lập lịch mà dùng phương pháp kiểm tra hợp lệ này để điều khiển đồng thời sẽ theo dõi 3 tập hợp, và mỗi tập hợp thì sẽ theo dõi những cái mốc quan trọng đối với các giao tác mà được ghi nhận lại trong từng tập hợp. Đó là tập hợp các giao tác bắt đầu và thời điểm bắt đầu của các giao tác đó. Tập hợp các giao tác đã được xác nhận hợp lệ xong và thời điểm bắt đầu cũng như thời điểm xác nhận hợp lệ của từng giao tác trong tập hợp này. Và tập các giao tác đã kết thúc gồm các giao tác đã thực hiện xong cái pha cuối cùng. Và ghi nhận lại, đối với từng giao tác đã thực hiện xong hãy ghi nhận lại thời điểm bắt đầu, thời điểm xác định nhận hợp lệ và thời điểm kết thúc của từng giao tác này. Kiểm tra hợp lệ, ta xét một số khả năng như sau. Giả sử có một giao tác U và một giao tác T bắt đầu và quá trình thực hiện của giao tác đang xen vào nhau như thế này. Như vậy thì nếu giao tác U kết thúc sau khi mà giao tác T bắt đầu, nghĩa là U không có xong cái pha cuối cùng trước khi là T bắt đầu, thì ta hãy kiểm tra xem nếu tập ghi của giao tác U và tập đọc của giao tác T mà giao nhau khác rỗng, thì có thể U ghi trên đơn vị dữ liệu X sau khi T đã đọc X. Ta không chắc rằng vì hai cái tập này giao nhau khác rỗng nên rất có khả năng rằng là có sự tranh chấp trên cái đơn vị dữ liệu X này, nên tốt hơn hết hãy cho T rollback để tránh rủi ro. Là cái khả năng rủi ro là T và U không tuân theo thứ tự tuần tự. Như vậy thì một số cái khả năng sau đây sẽ giới thiệu các trường hợp mà một giao tác sẽ bị rollback. Như vậy thì ta thấy rằng là gì? Trong trường hợp này, tại thời điểm mà T xác nhận hợp lệ thì U đã hợp lệ rồi. Vậy thì tại lúc mà T kiểm tra hợp lệ, ta hãy xét xem rằng có khả năng xảy ra tranh chấp hay không. Nếu có thì tốt hơn hết hãy cho T rollback xem như là T không hợp lệ, và lúc bấy giờ cho U bắt đầu trước và U hợp lệ. Vậy thì lý do mà T rollback lúc bấy giờ đó là do cái chu kỳ ghi của U và chu kỳ đọc của T. Đây là cái đoạn từ đây tới đây đây các bạn. Hai cái chu kỳ này rất có khả năng rằng là cùng làm việc trên một đơn vị dữ liệu chung, và cái khả năng tranh chấp là ta sẽ kiểm tra xem cái tập ghi của U và cái tập đọc của T xem rằng giao nhau có khác rỗng hay không. Nếu giao nhau khác rỗng thì rất có khả năng rằng là có tranh chấp, và nếu mà chấp nhận cho T là hợp lệ thì lúc bấy giờ cơ sở dữ liệu sẽ sai.
Cái khả năng thứ hai kiểm tra hợp lệ đó là như thế này, đó là tại thời điểm T kiểm tra hợp lệ thì T kiểm tra hợp lệ thì cái giai đoạn mà thì U vẫn là chưa có ghi xong, như vậy thì ta hãy kiểm tra xem rằng là cái tập đọc của U và tập đọc xin lỗi tập ghi của U và tập đọc của T lẫn tập ghi của U và tập ghi của T xem rằng là có giao nhau hay không. Nếu có giao nhau thì tốt hơn hết hãy cho T run back để cho U là thực hiện xong công việc của mình, thì lúc bấy giờ là U là xác nhận hợp lệ xong. Như vậy thì đó là các khả năng mà cần phải kiểm tra. Ta hãy xem cái ví dụ này, thì trong ví dụ này ta thấy rằng là có bốn giao tác thực hiện đồng thời và các kỳ của giao tác là đang xen với nhau. Ta thấy rằng là gì? Trong lúc bấy giờ U là giao tác bắt đầu trước, tại thời điểm này U kiểm tra hợp lệ, tập đọc của U đó là đơn vị dữ liệu B và tập ghi của U đó là D. Một cách tương tự, tại thời điểm này thì là giao tác T kiểm tra hợp lệ và ta xét xem rằng tập đọc của T và tập ghi của T đó là gì. Vậy thì với trong cái quá trình mà cho các giao tác thực hiện và quản lý việc thực hiện của giao tác trong bằng phương pháp kiểm tra tính hợp lệ thì ta hãy theo dõi lại tất cả các tập đọc và tập ghi của từng giao tác, và cái điều đó giúp ta cho ta xác định xem rằng là một giao tác nếu cho thực hiện xong thì là cái việc thực hiện đó là có hợp lệ hay không. Vậy thì yêu cầu là hãy thực hiện điều khiển đồng thời dựa trên phương pháp kiểm tra hợp lệ cho bốn giao tác này. Đây là cái hình vẽ tôi copy từ cái hình vẽ này, ta thấy như sau. Đầu tiên ta xét xem U có hợp lệ hay không. Ta thấy rằng là tại thời điểm mà U kiểm tra hợp lệ thì chưa có giao tác nào hợp lệ được kiểm tra hợp lệ cả, nên ta sẽ cho U hợp lệ kiểm tra hợp lệ là thành công. Như vậy thì cái việc mà xác định một giao tác có hợp lệ hay không sẽ dựa vào các giao tác đã kiểm tra hợp lệ và chưa hoàn tất trước đó. Các anh chị hãy nhớ một điều rằng là tôi nhắc lại, tại một thời điểm mà một giao tác kiểm tra hợp lệ thì đã để mà xác định xem cái việc kiểm tra hợp lệ của một giao tác là thành công hay không, ta hãy xem xét các giao tác đã kiểm tra hợp lệ trước đó. Như vậy tại thời điểm này U chưa có xin lỗi tại thời điểm U kiểm tra hợp lệ thì chưa có giao tác nào kiểm tra hợp lệ trước đó, nên nghiễm nhiên cho U là hợp lệ. Tiếp theo, vậy thì tiếp theo giao tác nào sẽ kiểm tra hợp lệ? Ta thấy rằng là tiếp theo thì cái giao tác T sẽ kiểm tra hợp lệ. Ta thấy rằng tại thời điểm T kiểm tra hợp lệ thì U đã kiểm tra hợp lệ rồi. Vậy thì cái việc mà có cho T hợp lệ hay không sẽ là do sẽ xét các tập đọc và tập ghi của hai giao tác T và U này. Vậy thì những giao tác mà chưa kiểm tra hợp lệ thì ta sẽ không quan tâm trong trong cái lúc mà xét tính hợp lệ của giao tác T. Vậy thì khi kiểm tra T có hợp lệ hay không, ta hãy xét xem rằng là vì tập đọc của T và tập ghi của U có giao nhau. Vì tập ghi của T và tập ghi của U có giao nhau nên ta phải xét tất cả các trường hợp này. Vậy thì ta phải xét hai khả năng, đó là tập đọc của T và tập ghi của U, là tập ghi của T và tập ghi của U. Như vậy thì ta thấy rằng là các tập này các đơn vị giao nhau là bằng rỗng. Như vậy thì dựa vô đó ta có thể kết luận rằng khả năng tranh chấp giữa các pha này của hai giao tác T và U là không có. Như vậy thì T là hợp lệ và hãy cho T thực hiện quá trình ghi đi. Như vậy thì cái quá trình kiểm tra hợp lệ vẫn tuân thủ đúng các nguyên tắc của phương pháp kiểm tra hợp lệ, đó là hãy cho các giao tác thực hiện quá trình của mình, các quá trình đọc, quá trình xác nhận hợp lệ đi. Như vậy thì nếu mà
cho kiểm tra và cho giao tác nếu cái quá trình ghi mà không có gây ra tranh chấp gì so với những giao tác đã hợp lệ trước đó, cái quá trình đọc và ghi không gây ra tranh chấp gì so với giao tác đã hợp lệ trước đó thì hãy cho giao tác hoàn tất và ghi nhận vật lý các đơn vị dữ liệu đã được thay đổi trên trên bộ nhớ chính. Tiếp theo, vậy thì sau khi tôi kiểm tra hợp lệ, ta sẽ tiếp theo xem tới giao tác nào kiểm tra hợp lệ. Ta thấy rằng là V phải kiểm tra hợp lệ. Tiếp theo, vậy thì hỏi rằng là tại thời điểm V kiểm tra hợp lệ thì ta phải xét xem là có khả năng tranh chấp nào. Ta thấy rằng tại thời điểm V kiểm tra hợp lệ thì U cũng chưa xong mà T cũng chưa xong. Như vậy thì rất có khả năng có cái sự tranh chấp giữa cái đơn vị dữ liệu mà U đang ghi trong khi V đang đọc, hoặc cũng rất có khả năng có sự tranh chấp giữa đơn vị dữ liệu của thao của tập ghi xin lỗi của tập đọc của V và tập ghi của T, hoặc là tập ghi của V và tập ghi của T. Như vậy thì có 3 khả năng ở dưới đây, và ta hãy xét từng khả năng này. Ta thấy rằng là tập đọc của V và tập ghi của U là ở đây, tập đọc của T và tập ghi của U tức là đoạn này đây các bạn, xin lỗi, tập đọc của V và tập ghi của U, tập đọc của V là đây và tập ghi của U là đoạn này. Đoạn này rất có khả năng xảy ra tranh chấp. Nếu hai cái tập này mà giao nhau bằng rỗng thì tốt hơn hết hãy run back V đi. Cái khả năng thứ hai đó là tập đọc của V và tập ghi của T, đó là cái đoạn này đây các bạn, tập đọc của V và tập ghi của T đoạn này. Nếu có tranh chấp thì tốt hơn hết hãy hãy cho run back V. Và cái đoạn đoạn thứ ba đó là tập ghi của T và tập ghi của V thì giao với nhau xem có cắt rỗng hay không. Nếu cắt rỗng chứng tỏ rằng là không có khả năng xảy ra tranh chấp thì hãy cho V thực hiện hết cái giai đoạn ghi của mình. Vậy thì hãy cho V hợp lệ và hoàn tất cái giai đoạn ghi của mình. Và tiếp theo ta hãy xét xem là giao tác W này có hợp lệ hay không. Vậy thì khi W kiểm tra hợp lệ, ta phải xét xem rằng là các giao tác nào đã hoàn tất và có giao tác nào đã kiểm tra hợp lệ trước đó mà chưa hoàn tất hay không. Vậy tại thời điểm mà T kiểm tra hợp lệ, ta thấy rằng là tại thời điểm W kiểm tra hợp lệ thì ta thấy rằng V T cũng chưa xong mà V cũng chưa xong, phải không các anh chị? Như vậy thì cái mà ta phải kiểm tra đó là tập ghi của V, đây là đoạn này, xin lỗi, tập đọc của W và tập ghi của T lẫn tập đọc của W và tập ghi của V, tập đọc của W và tập ghi của V lẫn tập đọc của W tập tập ghi của W và tập ghi của V là đoạn này đây các anh chị, là đoạn này đây. Vậy thì ta kiểm tra các khả năng này, nếu có xảy ra lỗi, nếu có xảy ra tranh chấp, có nghĩa là giao các tập này mà khác rỗng thì tốt hơn hết hãy callback tập đắp, giao tác W này. Về cách lưu trữ thì nhận xét chung rằng là về phương pháp log để mà quản lý dữ liệu mà quản lý lưu trữ thì sẽ dùng log table, không gian lưu trữ sẽ tỷ lệ với số lượng đơn vị dữ liệu bị log. Phương pháp giãn thời gian thì cần không gian lưu trữ, cắt giãn thời gian đọc và ghi của từng đơn vị dữ liệu bất kể có đang được truy cập đến hay không. Còn phương pháp mà điều khiển hợp lệ thì cần lưu lại nhãn thời gian tập đọc và tập các đơn vị dữ liệu đọc bởi một giao tác, tập các đơn vị dữ liệu ghi bởi một giao tác cho từng giao tác đang được kích hoạt. Và phương pháp này không cần thời gian nhiều hơn vì theo dõi tất cả. Xin lỗi, phương pháp này cần không gian nhiều hơn vì theo dõi tất cả những giao tác đã commit nhưng chưa thực hiện ghi. Thì đó là cái nhận xét về cái không gian dữ liệu cần thiết lưu trữ cho quá trình thực hiện giao tác. Nói chung, không gian lưu trữ gần như tỷ lệ với số lượng đơn vị dữ liệu được truy cập bởi các giao tác đang ở trạng thái kích hoạt. Thì đó là những cái xét chung về cái
không gian lưu trữ để mà hỗ trợ cho quá trình thực hiện giao tác. Về khả năng giao tác hoàn tất mà không bị trì hoãn thì hiệu quả của các giao tác còn tùy thuộc vào sự ảnh hưởng lẫn nhau của các giao tác là nhiều hay ít. Nếu là phương pháp lock thì trì hoãn giao tác nhưng ta tránh được tình trạng rollback ngay cả khi sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các giao tác đồng thời là nhiều. Phương pháp nhãn thời gian và phương pháp kiểm tra hợp lệ không trì hoãn giao tác nhưng có thể xảy ra tình trạng giao tác rollback làm cho lãng phí tài nguyên. Vậy thì ta thấy rằng là phương pháp lock thì chỉ là cho giao tác chờ thôi nhưng không có yêu cầu giao tác rollback. Anh chị đừng nhầm lẫn với cái phương pháp khắc phục deadlock nhé các anh chị. Như vậy thì trong khi ta xét cái phương pháp lock và phương pháp giãn thời gian với phương pháp kiểm tra hợp lệ, ta thấy rằng là phương pháp lock không có yêu cầu giao tác bị rollback, chỉ có thể bắt giao tác chờ mà thôi. Trong khi phương pháp giãn thời gian và phương pháp kiểm tra hợp lệ thì là cho giao tác rollback khi mà không thể đáp ứng được yêu cầu. Nhất là phương pháp kiểm tra hợp lệ, cứ cho giao tác thực hiện thì phương pháp kiểm tra hợp lệ mặc dù là làm việc theo quan điểm là lạc quan, tuy nhiên rằng là khi mà xảy ra tình trạng rollback thì cái giá phải trả là nhiều vì giao tác đã thực hiện rồi và tới giai đoạn ghi mới thực sự nhận ra là có phải rollback hay không, thì lúc bấy giờ chi phí sự lãng phí về tài nguyên là cao. Nếu sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các giao tác đồng thời là nhỏ thì cả phương pháp nhãn thời gian lẫn kiểm tra hợp lệ đều không gây ra rollback. Khi đó cả hai làm việc tốt hơn và tốn ít chi phí hơn phương pháp lock. Đó là nhận xét. Khi rollback xảy ra, phương pháp nhãn thời gian nhận biết sớm hơn và sẽ rollback sớm hơn phương pháp kiểm tra hợp lệ. Vậy thì nếu mà nhận biết rằng là cái việc mà rollback sớm hơn thì sẽ đỡ lãng phí tài nguyên hơn. Và sau đây là một cái số cái phụ lục, vì ta biết rằng là trong quá trình mà trình bày về thuật toán nhãn thời gian thì ta căn cứ vào commit peak, nhưng commit peak chỉ có thể là tiếp nhận và theo dõi giá trị nó trên một hệ thống thực tế mà thôi. Còn thì trong cái bài tập các anh chị sẽ làm ở cái môn học này thì ta không có thông tin về commit peak, như vậy thì ta chỉ có thể xem dựa vào nhãn thời gian của một đơn vị dữ liệu và điều khiển đồng thời dựa trên nhãn thời gian của đơn vị dữ liệu và của giao tác thực hiện yêu cầu đọc hoặc ghi mà thôi. Thì đây là các phiên bản mà căn cứ vào đó các anh chị sẽ làm bài tập cho chương số 2 này. Và tôi xin hết cái nội dung chương số 2 ở đây. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại trong chương số 3 sắp tới. Xin hết.